Hộ hoa cao thủ tại đô thị. Hạ Thiên. Chương 2226. Không ai có khả năng giả mạo được ta. Trên địa cầu, nhà họ Triệu. Đối với nghịch thiên bát châm, Hạ Thiên vẫn là không tìm được manh mối gì, ngược lại ngủ được một giấc ngon lành. Khi tỉnh lại đã là buổi sáng 3 ngày sau. Lúc này, Triệu Thanh Thanh đang ăn cơm cùng với con gái nuôi mà nàng mới thu nhận. Sư phụ, cuối cùng thì ngươi cũng tỉnh rồi. Triệu Thanh Thanh nhìn thấy Hạ Thiên đi ra khỏi phòng, kinh ngạc nói, 3 ngày nay ta đã gọi ngươi rất nhiều lần, nhưng mà ngươi không có phản ứng gì, ta còn tưởng rằng ngươi đã ngủ đông rồi đấy. Tử Nhi ngồi bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở, dì nhỏ Thanh Thanh, bây giờ đang là mùa hè. Ta biết là mùa hè mà. Triệu Thanh Thanh xấu hổ khẽ cười, quay đầu nhìn Hạ Thiên nói, sư phụ, ngươi có đói bụng không? Ta phân phó phòng bếp chuẩn bị thêm thức ăn cho ngươi. Hạ Thiên ngồi xuống ghế, liếc nhìn Tử Nhi một cái, tiểu cô nương, sao ngươi vẫn còn ở đây? Vì sao ta không thể ở đây chứ? Tử Nhi trừng mắt với Hạ Thiên, nâng cằm lên cao, bây giờ dì nhỏ Thanh Thanh là mẹ mới của ta, đương nhiên là ta phải ở đây rồi. 3 ngày trước ta đã nhận nàng ấy làm con gái nuôi, sư phụ, ngươi sẽ không để ý chứ? Triệu Thanh Thanh có chút bận tâm, không khỏi giải thích, mặc dù nàng là con gái của ngươi và nữ nhân kia, nhưng nữ nhân kia vẫn luôn có thành kiến với sư phụ, ta vẫn cảm thấy không nên giao Tử Nhi cho nàng ta nuôi nấng thì tốt hơn. Hạ Thiên có chút cạn lời nhìn thoáng qua Tử Nhi, sau đó nói với Triệu Thanh Thanh, nàng không phải là con gái của ta và tiểu cô nương này căn bản không quen biết nhau. Là nàng mặt dày vẫn luôn đi theo ta tới đây. Hả, sư phụ, nàng thật sự không phải là con gái của ngươi sao? Triệu Thanh Thanh ngây ngẩn cả người, náo loạn một lúc lâu hóa ra là do chính mình hiểu lầm, vậy nàng là con gái của ai? Hạ Thiên nhếch miệng, ta không quan tâm nàng là con gái của ai, dù sao không phải là của ta. Nè, đại bại hoại, ngươi nói như vậy cũng quá không giảng đạo nghĩa rồi. Tử Nhi bất mãn nói, ta vốn dĩ sống rất tốt, là do ngươi đột nhiên xuất hiện làm ta sợ, còn đánh đuổi mẹ ta chạy mất. Nếu ta không đi theo ngươi, chẳng phải là sẽ chết đói sao? Ta và ngươi lại không quen biết, có đạo nghĩa gì để nói chứ? Hạ Thiên lười biếng nói, lại nói nữ nhân kia căn bản không phải mẹ ngươi, hơn nữa ngươi cũng sẽ không chết đói. Ánh mắt Tử Nhi lóe lên một cái, nàng bĩu môi, lập tức nhào vào trong ngực Triệu Thanh Thanh. Khóc nói, hu hu, dì nhỏ Thanh Thanh, đại bại hoại không cần ta, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đuổi ta đi khỏi đây sao? Yên tâm, dì nhỏ sẽ không đuổi ngươi đi. Mặc dù Triệu Thanh Thanh không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn phản ứng của Hạ Thiên cũng không giống như là chán ghét đứa bé này. Lại nói, Tử Nhi đúng là rất đáng yêu, dáng vẻ nhìn thấy mà thương, ở chung 3 ngày nàng cũng có chút tình cảm với con bé. Hạ Thiên tiếp tục đâm chọc, đừng giả bộ nữa. Người khóc không có nước mắt. Nè, đại bại hoại, người có ý gì hả? Hai mắt Tử Nhi trợn tròn, nhất định phải vạch mặt ta làm gì, ta chọc ngươi sao? Ngay từ đầu là do ngươi đến chọc ta. Hạ Thiên gật đầu, nếu không phải ngươi làm ầm ĩ không cho ta ngủ thì còn lâu ta mới để ý ngươi. Ngươi là người lớn mà lại tính toán chi li với một đứa bé như ta. Tử Nhi tức giận đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ lên, chỉ trích lại nói. Rõ ràng là ngươi gọi điện thoại làm ta sợ, ta chỉ là trả thù một chút thôi. Ai biết tên đại bại hoại ngươi thật sự tìm tới cửa, còn đuổi đánh mẹ ta chạy mất. Triệu Thanh Thanh lắng nghe cuộc đối thoại của Hạ Thiên và Tử Nhi, luôn cảm giác trong đó có cố sự gì đó, không khỏi hỏi, sư phụ, các ngươi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Như những gì con bé đã nói, Hạ Thiên thuận miệng trả lời. Ta không dám nói, sợ gì nhỏ Thanh Thanh không quan tâm ta. Tử Nhi cúi đầu xuống, khóc thút thít, ta biết gì nhỏ hiểu lầm quan hệ giữa ta và đại bại hoại, nhưng mà ta thật sự sợ hãi sau khi ngươi biết sự thật thì sẽ chán ghét ta. Ta đã không có mẹ, cũng không có nhà để trở về nữa rồi. Triệu Thanh Thanh xoa đầu nàng, không sao, đừng sợ, sau này nơi này chính là nhà của ngươi. Ăn cơm xong, Triệu Hiểu Trác mang theo Viên Thế Hoàng tìm tới cửa, nói là có chuyện quan trọng muốn thương lượng riêng với Hạ Thiên. Được thôi, các ngươi cứ thương lượng đi. Triệu Thanh Thanh cũng không để ý mình bị bài xích ra ngoài, nàng nắm tay Tử Nhi, chủ động nói, ta mang Tử Nhi ra ngoài dạo chơi, thuận tiện lại mua chút quần áo gì đó.
Hạ Thiên đi theo hai người Triệu Hiểu Trác tới một gian phòng an tĩnh, lười biếng nói, có chuyện gì thì nói nhanh một chút đi. Ngươi nói đi, Triệu Hiểu Trác liếc nhìn Viên Thế Hoàng một cái, gật đầu nói. Viên Thế Hoàng ho hai tiếng, nói, mấy ngày nay ta và Hiểu Trác đầu tiên là rửa sạch gian tế bên trong hai nhà, đồng thời liên thủ dọn dẹp tất cả cứ điểm của nhà họ Viên ẩn giấu. Sau đó cả hai có được thu hoạch ngoài ý muốn, trong đó có rất nhiều bí mật liên quan tới nhà họ Viên che giấu, hôm nay hai ta đến đây muốn xin chỉ thị của ngươi nên xử lý như thế nào. Ta không có hứng thú với bất cứ bí mật gì, các ngươi muốn xử lý như thế nào thì xử lý như thế đó, không liên quan gì tới ta cả. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, vẻ mặt không sao cả. Thật ra chuyện này có một chút liên quan tới ngươi đấy. Trước đó, Viên Thế Hoàng rất ít tiếp xúc với Hạ Thiên, cho nên còn chưa thích ứng được tính khí của hắn, sắc mặt không khỏi có chút lúng túng. Nhà họ Viên đã bí mật tiến hành nghiên cứu về ngươi từ rất sớm, nhưng bọn hắn không dám đến gần ngươi. Chỉ góp nhặt những người hoặc là thi thể đã từng đối chiến với ngươi, tiếp đó thu thập số liệu từ trên người bọn hắn, thậm chí còn tạo ra vài cái mô hình giống ngươi. Triệu Hiểu Trác tiếp lời, nó giống như là phục chế ra bản sao của ta vậy. Trên thế giới này không ai có khả năng giả mạo được ta. Hạ Thiên bĩu môi, phục chế thì càng không có khả năng, cho dù bọn hắn có nghiên cứu thêm mấy trăm năm nữa thì cũng sẽ không có kết quả gì. Chương 2227, tư liệu về bí cảnh. Mặt khác, có một vài tư liệu về quy khư bí cảnh. Viên Thế Hoàng sợ Hạ Thiên thật sự không hề có hứng thú, giọng điệu có chút khẩn cấp nói, từ trong những tài liệu kia, chúng ta đã biết được tổ tôn mà nhà họ Viên ẩn giấu cung phụng chính là tên áo đen tu tiên giả kia. Mục đích hắn đến địa cầu đúng là vì bí cảnh kia, hơn nữa thời gian hắn tới đây rất sớm. Nghe vậy, Hạ Thiên đúng là thoáng có chút hứng thú, còn có cái gì nữa thì nói hết một lần luôn đi, đừng lãng phí thời gian của ta. Viên Thế Hoàng và Triệu Hiểu Trác liếc nhìn nhau một cái, hai người không khỏi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Chuyện này để ta nói đi. Thần sắc của Triệu Hiểu Trác hết sức nghiêm túc, thậm chí còn cố ý dừng lại vài giây để sắp xếp câu chữ trong đầu. Trải qua sự kiện lần này, chúng ta đã phát hiện được rất nhiều thế lực tương tự như nhà họ Viên ẩn giấu. Hơn nữa tất cả đều có liên quan tới bí cảnh kia, thậm chí là phụ thuộc vào nó để tồn tại. Hạ Thiên lười biếng hỏi lại, chuyện này có thể chứng minh được cái gì? Chứng minh rằng, nguy hiểm của chúng ta còn lâu mới có thể giải quyết được. Triệu Hiểu Trác thấy Hạ Thiên vẫn bày ra dáng vẻ không thèm để ý, nhịn không được nói tiếp, người cũng nên nghiêm túc hơn, đây cũng không phải là chuyện nhỏ gì. Hạ Thiên rất xem thường, trong suy nghĩ của hắn thì đây đúng là một chuyện còn con, còn không quan trọng bằng việc buổi trưa nên ăn gì cùng với đồ đệ ngoan ngoãn. Trải qua chuyện lần này, hiện giờ lúc nào ta cũng ở trong trạng thái lo lắng, mấy ngày rồi không thể ngủ ngon giấc. Trên mặt Triệu Hiểu Trác lộ ra vẻ sầu lo. Một nhà họ Viên ẩn giấu đã có được lực lượng kinh người như thế rồi, nếu lại có mấy gia tộc như vậy thế giới sẽ triệt để rối loạn. Hạ Thiên tùy ý nói, loạn thì loạn thôi, chỉ cần những tên ngu ngốc kia không chọc ta là được. Lời này của ngươi cũng quá không có tầm nhìn xa rồi, chẳng lẽ ngươi không có một chút tinh thần trách nhiệm sao? Triệu Hiểu Trác bất mãn chừng Hạ Thiên một cái, mới chỉ có một nhà họ Viên ẩn giấu đã khiến chúng ta suýt nữa thua hết cả bàn cờ rồi. Nếu như lại có thêm nhà họ Triệu che giấu, nhà họ Lý che giấu gì đó, đến lúc đó chúng ta muốn sống sót cũng là một vấn đề. Ta cảm thấy Hiểu Trác nói đúng. Trong lòng Viên Thế Hoàng vẫn còn sợ hãi, tuy nói nhà họ Viên ở Đế Kinh có quan hệ rất mật thiết với nhà họ Viên, nhưng hắn vẫn luôn cảnh giác cao độ đối với nhà họ Viên bí mật luôn nắm giữ lực lượng thần bí kia, bằng không thì cũng sẽ không mật báo cho Hạ Thiên. Ở trong suy nghĩ của hắn, Hạ Thiên là nhân tố đã biết. Những gia tộc bí mật này là nhân tố không biết, mà không biết chính là sự uy hiếp lớn nhất. Ngươi cảm thấy nếu nhà họ Triệu không còn, Vũ Cơ Tỷ và Yêu Yêu sẽ vui sao? Triệu Hiểu Trác biết giảng đạo lý cũng vô dụng, đành phải kéo người mà Hạ Thiên để ý vào để bàn chuyện, còn có nhà họ Kiều, nhà họ Diệp, tất cả đều đang ở trong vòng nguy hiểm. Hiện giờ các cô vợ của ngươi đều không có tung tích, chẳng lẽ ngươi không thèm để ý gì tới người nhà của các nàng sao? Có ta ở đây, người nhà của các nàng sẽ không có vấn đề gì. Hạ Thiên chừng Triệu Hiểu Trác một cái, bất mãn nói, người muốn làm gì thì tự đi mà làm, đừng đánh chủ ý lên người ta, còn có lần sau nữa thì ta sẽ đánh ngươi.
Như thế nào đi nữa thì ta cũng là anh vợ kiêm em vợ của ngươi, ngươi có thể khách khí với ta một chút được không hả? Triệu Hiểu Trác biết chắc sẽ bị xem thấu, nhưng mà trong lòng vẫn là rất khó chịu, cái gì gọi là đánh chủ ý lên người ngươi, bản lĩnh của ngươi lớn như vậy, không lợi dụng một chút quả thật là lãng phí tài nguyên. Ta không cần khách khí với ngươi, Hạ Thiên nghiêm trang nói, vợ đại yêu tinh cũng từng nói, con người của ngươi làm việc xúc động, cần phải thỉnh thoảng gõ một cái, bằng không sẽ rất dễ xảy ra chuyện xấu. Triệu Hiểu Trác lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng, chỉ vào mình ta làm việc xúc động. Đúng rồi, Hạ Thiên gật đầu khẳng định. Ngươi nói lời này mà không đỏ mặt sao? Triệu Hiểu Trác tức giận đến bật cười, dưới gầm trời này còn có ai làm việc xúc động hơn ngươi chứ? Hạ Thiên lười biếng nói, ta là thiên tài, cho dù làm cái gì thì cũng là chính xác. Từ xúc động này là dùng cho đồ ngốc. Cho nên, sắc mặt Triệu Hiểu Trác tối sầm, ngươi còn quanh co lòng vòng mà mắng ta là đồ ngốc sao? Lần đầu tiên Viên Thế Hoàng nhìn thấy hình thức ở chung như vậy, trong lúc nhất thời không biết có nên chen vào nói gì đó hay không. Nhưng mà hắn cũng đã nhìn ra, sách lược của hắn và Triệu Hiểu Trác căn bản là vô dụng, trừ phi là Hạ Thiên thật sự cảm thấy hứng thú, bằng không muốn kéo hắn vào cuộc thật sự là còn khó hơn lên trời. Cho dù bọn hắn có tâm tư gì, ở trước mặt Hạ Thiên đều hoàn toàn vô hiệu, đây là một yêu nghiệt có thể xem thấu lòng người. Một bên khác, Triệu Thanh Thanh mang theo Tử Nhi đi tới một trung tâm thương mại hạng sang. Hai người ở chung tương đối hòa thuận, đi dạo phố cũng là tay nắm tay, cười cười nói nói, không có gì kiêng kỵ, cộng thêm dung nhan hiện tại của Triệu Thanh Thanh rất trẻ, hai người đi bên nhau càng giống như là hai chị em đi dạo phố. Dù đã đi dạo được 2-3 tiếng nhưng Triệu Thanh Thanh lại không hề có cảm giác mệt mỏi, nhưng Tử Nhi chỉ là một đứa bé, mặc dù vẫn rất phấn khởi, nhưng tinh lực đúng là không đủ. Dọc theo đường đi, hai người đã mua rất nhiều món, cũng may là có vệ sĩ đi theo, các nàng không cần phải tự cầm đống túi sách chồng chất như núi kia. Tử Nhi, chúng ta đi ăn một chút gì nha? Triệu Thanh Thanh cảm giác tiểu cô nương này có chút mệt mỏi, cười nói. Tử Nhi gật đầu, ta muốn ăn kem ly. Vậy thì còn chờ gì nữa? Đi, đi, đi thôi. Triệu Thanh Thanh vẫn còn tính cách của một cô gái nhỏ, khẩu vị cũng là như thế, đương nhiên là gật đầu đồng ý. Hai người tung tăng đi vào một cửa hàng bán kem ly. Bên trong một tòa nhà cao ốc đối diện trung tâm thương mại, có một nam hai nữ đang theo dõi Triệu Thanh Thanh và Tử Nhi. Trong đó có một nữ nhân trẻ tuổi, không ai khác chính là người mẹ trước đây của Tử Nhi, một nữ nhân khác nhìn qua đại khái chừng 50 tuổi, nhưng bảo dưỡng khá tốt, có mấy phần giống như quý phu nhân, chỉ là ánh mắt tương đối âm trầm. Mà nam nhân này có dáng dấp cao lớn vô cùng, tầm 1m9 trở lên, mày rậm mũi cao, có vẻ là con lai. Tiêu tiên sinh, Tử Nhi là do ta làm mất, hãy để ta đích thân mang nàng ấy trở về. Nữ nhân trẻ tuổi cắn chặt môi dưới, quỳ xuống trước mặt nam tử cao lớn. Nam tử cao lớn không nói gì, ánh mắt nhìn chăm chú vào màn hình theo dõi, bên trong đúng là hình ảnh Triệu Thanh Thanh và Tử Nhi đang vui vẻ ăn kem ly. Chương 2228, ngươi lập tức có thể nhìn thấy đồng bọn của ta rồi. Đàm Thục Nhã, ngươi đã thất bại một lần rồi, bây giờ lại còn muốn làm hư chuyện của Tiêu tiên sinh lần nữa à? Nữ nhân trung niên nhếch miệng nở nụ cười, trong giọng nói lại tràn đầy vẻ chế nhạo. Lão bà họ An kia, ngươi câm miệng lại cho ta. Nữ nhân trẻ tuổi chừng lão bà một cái, giọng nói lạnh lùng vang lên, ta họ Tiêu, ngươi cứ gọi ta là Đàm Thục Nhã nữa thử xem, có tin ta xé nát miệng của ngươi không? Hà tất lừa mình dối người làm gì? Nữ nhân trung niên ngồi bắt chéo hai chân, thảnh thơi tự tại nói, Tiêu tiên sinh lại không thừa nhận ngươi là mẹ vợ của hắn, chính ngươi mặt dày dán lên có ích lợi gì đâu. Nữ nhân trẻ tuổi tức giận nói, đó cũng là chuyện của ta và Tiêu tiên sinh, không liên quan gì tới lão thái bà ngươi. Sao lại không liên quan chứ? Nữ nhân trung niên nói với vẻ mặt ngạo nghễ, dù gì thì ta cũng là mẹ vợ trước của Tiêu tiên sinh. Nữ nhân trẻ tuổi nói châm chọc, ngươi còn có mặt mũi nói câu này à? Con gái ngươi đã chạy rồi, vậy mà ngươi còn dám bảo mình là mẹ vợ trước của hắn, thực sự là không biết xấu hổ. Ngươi nói cái gì hả? Ánh mắt nữ nhân trung niên phát lạnh, trong tay lộ ra một con dao nhỏ, có tin ta cắt nát gương mặt hồ ly tinh của ngươi không? Nếu không phải do ngươi thì con gái của ta sẽ rời khỏi Tiêu tiên sinh sao?
Mặc dù một tay của nữ nhân trẻ tuổi có thương tích, nhưng nàng vẫn nhanh nhẹn móc súng lục ra, lão thái bà ngươi mới là người tự tìm đường chết. Được rồi, đừng ồn ào nữa. Tiêu tiên sinh giơ tay dừng tranh chấp của hai người lại, nhàn nhạt nói chính sự quan trọng. Nữ nhân trẻ tuổi thu hồi vũ khí, vội vàng nói, tiêu tiên sinh, để ta đi cho, đảm bảo chỉ cần 10 phút là có thể mang tử nhi về. Vậy nếu ngươi không mang về được thì sao? Nữ nhân trung niên cười hỏi ngược lại một câu. Ta, hiển nhiên nữ nhân trẻ tuổi muốn phát ra lời thề độc, nhưng lại bị tiêu tiên sinh cắt đứt lần nữa. Thục Nhã, An phu nhân, hai người các ngươi cùng đi đi, lại mang theo 4 tiểu đội. Tiêu tiên sinh chỉ vào hình ảnh đang theo dõi, nói với giọng điệu nghiêm túc, ta muốn các ngươi 100% mang tử nhi về đây, cả nữ nhân kia nữa. Nữ nhân trẻ tuổi không khỏi sửng sốt một chút, không cần phải nói tiêu tiên sinh chắc chắn là coi trọng nữ nhân kia, trong nháy mắt đáy lòng nàng sinh ra một cỗ tức giận, chỉ là cỗ tức giận này vừa vào tới đầu thì lại hóa thành khuất phục, vâng. Yên tâm đi, có ta ra tay, không có sự tình nào là không làm được. Nữ nhân trung niên lại lộ ra dáng vẻ hiểu rõ, có nam nhân nào mà không háo sắc, nàng muốn dựa vào người con rể trước này, đương nhiên phải biết nên làm thế nào, nhất định tối nay nữ nhân kia sẽ xuất hiện ở trên giường của tiêu tiên sinh. Nữ nhân trẻ tuổi nghiến chặt hàm răng, nàng không dám biểu lộ cảm xúc trước tiêu tiên sinh, chỉ có thể chuyển rời oán hận đến lão bà trước mắt này, hạ giọng nói, lão thái bà, ngươi chờ đó. Nói xong lời này, nữ nhân trẻ tuổi nhanh chóng rời đi, nữ nhân trung niên cũng bước ra ngoài. Bên trong tiệm kem ly, dì nhỏ Thanh Thanh, mấy ngày nay ta đã rất vui vẻ. Tử Nhi ngồi ở trên ghế, đôi chân ngắn nhỏ cua qua cua lại, trên mặt là nụ cười sán lạn, thật sự có chút luyến tiếc rời khỏi ngươi. Triệu Thanh Thanh không để bụng nói, nếu không muốn rời đi thì cứ việc ở lại thôi. Ngươi đừng nhìn dì nhỏ giống như người không có công việc đàng hoàng. Thật ra ta có rất nhiều tiền, hơn nữa còn có một đám thuộc hạ, nuôi một đứa bé như ngươi tuyệt đối không thành vấn đề. Dì nhỏ Thanh Thanh, nếu như ta rời khỏi thì ngươi có nhớ tới ta không? Thần sắc Tử Nhi có chút bi thương hỏi. Ngươi làm sao vậy? Triệu Thanh Thanh rốt cuộc nhận ra biểu hiện của Tử Nhi có chút kỳ quái, có phải nghĩ đến chuyện gì đó không hay không? Yên tâm đi, có dì nhỏ ở đây, không ai có thể mang ngươi đi hết. Lời này nói hơi sớm rồi đó. Bên cạnh vang lên giọng nói có chút oán hận của một nữ nhân trẻ tuổi. Lúc này, bên trong tiệm kem ly đã không có bóng người, ngay cả chủ quán cũng không thấy đâu. Triệu Thanh Thanh nhanh chóng ôm Tử Nhi vào trong ngực, sau đó lại nhìn về phía nữ nhân trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện, ngươi là ai? Ta là ai? Nữ nhân trẻ tuổi lạnh lùng nói, các ngươi cướp con gái của ta, còn hỏi ta là ai? Con gái của ngươi? Triệu Thanh Thanh sửng sốt một chút, lập tức nhìn về phía Tử Nhi, Tử Nhi, nàng chính là nữ nhân xấu xa thường xuyên ngược đãi ngươi đúng không? Cũng không có ngược đãi, chỉ là cách 2-3 ngày sẽ lấy máu ta để chữa bệnh cho nàng mà thôi. Tử Nhi thở dài, lắc đầu nói, cũng không thể nói là nàng ngược đãi ta, nếu không có nàng thì chưa chắc ta có thể sống tới bây giờ. Tử Nhi, ngươi quá lương thiện rồi. Triệu Thanh Thanh lạnh giọng nói. Vì để chữa bệnh cho mình mà thường xuyên rút máu của một đứa bé gái, cái này quả thật không phải là ngược đãi, đây chính là mưu sát. Loại người như vậy đáng chết. Bộ mặt nữ nhân trẻ tuổi trở nên có chút dữ tợn, Tử Nhi, mau về nhà với mẹ đi, mẹ thật sự không thể rời khỏi ngươi. Ngươi mau trở lại, rời đi nữ nhân này, nàng không có ý tốt với ngươi đâu. Triệu Thanh Thanh nắm tay của tiểu cô nương rồi trấn an vài câu. Sau đó nhìn về phía nữ nhân trẻ tuổi kia, trong ánh mắt đã có sát khí. Những năm gần đây nàng hành hiệp trượng nghĩa vô số lần, hận nhất hai loại người buôn ma túy và bọn buôn người. Ta vốn tưởng rằng sẽ phải tốn chút thời gian để tìm ra các ngươi, sau đó xử lý toàn bộ. Sắc mặt Triệu Thanh Thanh lạnh dần, hết sức nghiêm túc nói, hiện tại các người chủ động tới cửa, vậy thì rất tốt. Tốt nhất là đồng bọn của ngươi cũng đều ở tại đây, miễn cho ta mất công đi tìm. Nữ nhân trẻ tuổi lạnh lùng nói, đúng là không cần phải phí công như vậy, bởi vì ngươi lập tức có thể nhìn thấy đồng bọn của ta rồi. Tâm thần Triệu Thanh Thanh run lên, cảm giác có chút không ổn. Bỗng dưng có một bóng người vào đến sau lưng Triệu Thanh Thanh, tiếp đó giơ tay vỗ vào gáy nàng, Triệu Thanh Thanh lập tức ngất xỉu ngã xuống mặt đất. Chương 2229, thổ lộ. Khi Triệu Thanh Thanh tỉnh lại,
nàng thấy mình đang ở trong một mật thất. Bên trong mật thất trống rỗng, nàng thì nằm ở trong góc, ngay cả một cái nệm dưới lưng cũng không có, cơ thể cũng trở nên có chút cứng ngắc, xem ra là nàng bị bắt tới đây được một khoảng thời gian rồi. Triệu Thanh Thanh vừa yên lặng quan sát căn mật thất này, trong lòng vừa thầm nói, không biết Tử Nhi thế nào rồi, cũng không biết sư phụ đã phát hiện ra ta bị người khác bắt đi hay chưa. Sau đó, nàng cảm thấy mình thực sự hơi ngu ngốc, thế mà lại để cho người ta đánh lén. Cũng có thể là do trong khoảng thời gian này, nàng vẫn luôn ở bên cạnh Hạ Thiên đã làm cho ý thức cảnh giác của nàng dần mất đi, đến mức không còn khả năng đề phòng mới để người ta có cơ hội lợi dụng. Nhưng hình như người đánh lén nàng cũng có chút năng lực đặc biệt, lúc đầu nàng cảm thấy có một dòng điện nhẹ, sau đó mới ngất xỉu. Triệu tiểu thư, người đã tỉnh rồi à? Cửa phòng mở ra, chỉ thấy một nam nhân cao lớn có vẻ ngoài hơi kỳ lạ dẫn theo hai nữ nhân bước vào với vẻ mặt tươi cười. Ngươi là ai? Triệu Thanh Thanh ngước đôi mắt lạnh lùng nhìn nam nhân trước mặt, ngươi đưa ta tới đây là muốn làm gì? Sau đó, Triệu Thanh Thanh lại nhìn thấy nữ nhân trẻ tuổi tự nhận là mẹ ruột của Tử Nhi, không nhịn được quát hỏi Tử Nhi đâu, nàng đâu rồi? Nữ nhân trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, không nói tất nhiên là Tử Nhi đang ở chỗ nàng nên ở. Nàng và ngươi không có bất kỳ quan hệ nào cả, tốt nhất ngươi đừng nhớ tới nàng nữa. Ngươi không phải mẹ của Tử Nhi, ngươi không xứng đáng. Triệu Thanh Thanh có chút khinh thường liếc nhìn nữ nhân này, nàng nói tiếp, bây giờ ta mới là mẹ của Tử Nhi, đương nhiên ta phải quan tâm đến sự an toàn của nàng. Nữ nhân hung tợn trừng mắt nhìn Triệu Thanh Thanh, ngươi nên lo lắng cho chính mình đi. Ta không có gì đáng phải lo lắng cả. Triệu Thanh Thanh khoanh tay lạnh lùng nhìn những người này, ngược lại là các ngươi thật sự là đang tự tìm đường chết mà. Chúng ta, tự tìm đường chết, nữ nhân trẻ tuổi giống như vừa nghe được một câu chuyện cười lớn, chỉ vào Triệu Thanh Thanh nói, Triệu tiểu thư, ta thấy ngươi còn chưa nhận ra tình cảnh của mình đâu. Triệu Thanh Thanh cười hỏi, a, vậy ngươi nói cho ta một chút xem, tình cảnh hiện tại của ta như thế nào? Nữ nhân trẻ tuổi rất ghét biểu hiện này của Triệu Thanh Thanh. Nàng nói với nam nhân cao lớn, Tiêu tiên sinh, ngươi nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của nữ nhân này, nàng hoàn toàn không để các ngươi vào mắt, nên sớm xử lý sạch sẽ đi. Đàm Thục Nhã, ta thấy ngươi đang sợ sau này Triệu tiểu thư sẽ trở thành kẻ thù mạnh nhất của ngươi, cho nên ngươi mới muốn sớm bóp chết nàng ấy như vậy. An phu nhân ở bên cạnh chịu không nổi châm biếm một câu. Nữ nhân trẻ tuổi giận tím mặt, lão bà, ngươi câm miệng lại cho ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Được rồi, đừng ồn ào nữa. Nam nhân cao lớn xua tay, khôn nhịn được nói, ta có chuyện quan trọng cần bàn bạc với Triệu tiểu thư, các người ra ngoài trước đi. Tiêu tiên sinh, nữ nhân này biết võ công, nên để ta ở bên cạnh bảo vệ ngươi đi. Ánh mắt của nữ nhân trẻ tuổi lại đảo qua một vòng trên khuôn mặt và thân hình của Triệu Thanh Thanh, không yên lòng nói. Nam nhân lớn nhàn nhạt nói hai chữ, ra ngoài. Lúc này, nữ nhân trẻ tuổi mới miễn cưỡng đi ra khỏi mật thất cùng với An phu nhân, tiện tay đóng cửa lại. Lần đầu tiên gặp mặt, ta tự giới thiệu mình một chút. Ta tên là Tiêu Lăng Phong. Nam nhân cao lớn đưa tay về phía Triệu Thanh Thanh với nụ cười trên môi, rất hân hạnh được biết ngươi, tiểu thư Triệu Thanh Thanh. Triệu Thanh Thanh phớt lờ cánh tay đang đưa ra của đối phương, lạnh lùng nói, ta không muốn quen biết ngươi, cũng không hề vui chút nào. Ngươi sẽ lại vui thôi. Tiêu Lăng Phong tỏ vẻ rất tự tin, ánh mắt lấp lánh nhìn Triệu Thanh Thanh, nói thật, ta rất thích ngươi, muốn kết bạn với ngươi. À, nói chính xác, ta hy vọng ngươi sẽ làm bạn gái của ta. Những năm qua, Triệu Thanh Thanh không biết đã gặp phải bao nhiêu kẻ biến thái, trong số đó không thiếu người gan lớn đầu sắt, nhưng đáng tiếc đến cuối cùng tất cả đều bị nàng đánh bỏ đầy dưới đất. Lúc này, nàng nghe thấy lời của Tiêu Lăng Phong cũng không có gì bất ngờ, chỉ lạnh lùng nói Tiêu tiên sinh đúng không? Ngươi tới chậm rồi, ta đã có bạn trai rồi. Thật sao? Tiêu Lăng Phong cười hào phóng, chuyện này cũng không sao hết, ngươi chia tay với bạn trai là được rồi, ta có thể bồi thường kinh tế cho hắn một cách thỏa đáng. Triệu Thanh Thanh không khỏi cảm thấy buồn cười, nếu sư phụ biết được chuyện này, có lẽ người này sẽ trực tiếp bị đánh cho tơi bời. Ngươi cảm thấy chuyện này rất buồn cười sao? Tiêu Lăng Phong thu lại nụ cười, sắc mặt không thay đổi hỏi. Ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Triệu Thanh Thanh châm chọc nói, đánh người ta ngất xỉu rồi mang về,
nhốt vào trong mật thất, sau đó đến thổ lộ. Thao tác của Tiêu tiên sinh phải nói là thật sự vô cùng rối loạn. Ta thực sự muốn biết có phải trong đâu ngươi toàn phân hay không? Ngươi không cảm thấy đây chính là chỗ đặc biệt của ta sao? Tiêu Lăng Phong cũng không tức giận, hắn lập tức đổi giọng, tiểu thư Triệu Thanh Thanh, hình như ngươi vẫn chưa ăn cơm tối đúng không? Ta sẽ sai người đi sắp xếp ngay. Hắn nói xong thì búng tay một cái, sau đó một đám thủ hạ mang lên bàn ghế và các vật dụng khác, bày biện căn mật thất thành một phòng ăn kiểu Tây có chút hào hoa xa xỉ. Mời ngồi. Tiêu Lăng Phong đi tới bên cạnh bàn ăn dài, kéo ghế ra, làm một tư thế xin mời với Triệu Thanh Thanh. Triệu Thanh Thanh không có đáp lại mà đi tới vị trí đối diện, dùng gót chân kéo ghế ra, trực tiếp ngồi xuống. Tiêu Lăng Phong bật cười, trực tiếp ngồi xuống, vẫy vẫy tay, những thủ hạ kia lập tức bưng lên món bò bít tết được rán chín ba phần. Chương 2230, có một chuyện mà ngươi không biết. Triệu tiểu thư, từ trước đến nay ta luôn thích nữ nhân có cá tính, ngươi rất không tệ. Tay Tiêu Lăng Phong cầm dao dĩa, nhưng ánh mắt hắn lại nhìn về phía Triệu Thanh Thanh, nét mặt toát ra vẻ rất hài lòng, hơn nữa ngươi còn là người nhà họ Triệu. Đối với ta mà nói cũng coi như có chút giá trị lợi dụng, ta thực sự càng ngày càng hài lòng về ngươi. Triệu Thanh Thanh nói, nếu ngươi đã biết ta người nhà họ Triệu mà còn dám đối xử với ta như vậy, nên nói ngươi gan lớn hay là nói ngươi thật sự không sợ chết? Ha ha, nhà họ Triệu, chỉ là một gia tộc nhỏ không đủ tư cách mà thôi. Khuôn mặt của Tiêu Lăng Phong tự nhiên sinh ra vẻ kiêu ngạo, tuy nhiên, hơn 10 năm gần đây cũng phát triển không tệ lắm, có thể dùng một chút. Giọng điệu này đúng là vô cùng điên cuồng. Bây giờ họ Triệu chính là gia tộc đệ nhất ở Kinh Thành. Cho dù 12 năm trước cũng là thế lực khổng lồ, vậy mà trong miệng người này chỉ là một gia tộc nhỏ. Hiện tại Triệu Thanh Thanh thật sự muốn biết vị tiên sinh này có lai lịch gì mà lại có mặt để nói ra mấy lời khoác lác. Có vẻ như ngươi rất xem thường lời nói của ta. Tiêu Lăng Phong tự nhiên thấy được vẻ mặt khinh thường của Triệu Thanh Thanh. Triệu Thanh Thanh lắc đầu nói, không đến mức xem thường, chẳng qua ta cảm thấy ngươi đang nói láo. Thôi được, ta cũng không ngại tiết lộ cho ngươi biết một số chuyện, kẻo ngươi lại cho rằng ta ăn nói linh tinh. Tiêu Lăng Phong thở dài lắc đầu, bày ra sắc mặt ta vốn không muốn giả bộ, đáng tiếc là ngươi buộc ta không thể không giả bộ. Đối với việc này, Triệu Thanh Thanh hừ lạnh coi thường. Bây giờ, nhà họ Triệu là gia tộc đứng đầu Bắc Kinh, sức mạnh thực sự rất lớn, không chỉ nắm Thiên Đạo Tổ trong tay. Những tổ khác cũng đều bị nhà họ Triệu sử dụng trong tối. Tiêu Lăng Phong ăn một miếng bò bít tết chín ba phần, đầu tiên hắn cắt một miếng rất nhỏ, sau khi nhai kỹ nuốt chậm, hắn nói tiếp, thế nhưng, mười mấy năm trước, gia tộc đứng đầu Bắc Kinh chính là nhà họ Lý. Đây không phải là nói nhảm sao, ta còn cần ngươi nói. Triệu Thanh Thanh không vui nói, hơn nữa, trước nhà họ Lý, gia tộc đứng đầu Bắc Kinh là nhà họ Tần, mà trước nhà họ Tần chính là nhà họ Tiêu. Tiêu Lăng Phong tiếp tục, ngươi chắc chắn không biết, khoảng 1-200 năm trước, nhà họ Triệu của các ngươi, nhà họ Lý và nhà họ Tần đều chỉ là những gia tộc nhỏ tồn tại phụ thuộc vào nhà họ Tiêu chúng ta mà thôi. Triệu Thanh Thanh không khỏi sửng sốt, đúng là nàng chưa từng nghe qua chuyện này, cũng không biết người này nói thật hay giả, nhưng nàng vẫn vô thức phản bác lại một câu, khoác lác. Những lời ta nói đều là sự thật. Tiêu Lăng Phong rất hài lòng với biểu cảm của Triệu Thanh Thanh. Vậy thì ta cũng không ngại nói thẳng thắn hơn. Lúc đó, tổ tiên của ba nhà các ngươi chỉ là gia nô của nhà họ Tiêu chúng ta mà thôi. Đúng là nói láo, Triệu Thanh Thanh thực sự không thể nghe nổi nữa. Mặc dù nàng quả thực không biết rõ lắm lịch sử phát triển của nhà họ Triệu, nhưng rõ ràng là người trước mặt này đang nói hưu nói vượt. Khóe miệng Tiêu Lăng Phong khẽ nhếch, có chút khiêu khích nói, ngươi không thể tin được sao? Không có gì mà ta không dám. Ai tin mấy lời nói nhảm của ngươi thì chính là kẻ ngốc. Triệu Thanh Thanh lạnh lùng nói. Cũng đúng, con người chính là như vậy, khi gặp phải chuyện không có lợi cho mình, kiểu gì cũng sẽ cố hết sức phủ nhận, sau này sẽ nghĩ cách xóa bỏ. Tiêu Lăng Phong lắc đầu bất đắc dĩ, giai đoạn lịch sử đó đối với ba nhà Tần Lý Triệu mà nói, chỉ đơn giản là lịch sử đen tối. Tất nhiên bọn hắn sẽ nghĩ cách che lấp, ngươi không biết cũng là điều rất bình thường. Ta không có hứng thú ở đây nghe ngươi nói nhảm. Triệu Thanh Thanh không có kiên nhẫn lãng phí thời gian ở đây, nàng chậm rãi đứng lên, ngươi là ai, lai lịch ra sao, ở lại một lát đương nhiên ngươi sẽ chủ động giải thích.
Tiêu Lăng Phong vừa cười vừa nói, nếu ngươi đang chờ người của Thiên Đạo Tổ tới, vậy ngươi có thể không cần đợi nữa, bọn hắn sẽ không tới đâu. Hả, ngươi cũng biết Thiên Đạo Tổ sao? Rốt cuộc Triệu Thanh Thanh cũng cảm thấy được người này không hề đơn giản. Thực ra, chuyện về Thiên Đạo Tổ vô cùng bí mật, ngoại trừ Hạ Thiên và những nữ nhân của hắn thì chỉ có nhà họ Triệu, Tống là hai gia tộc thân thiết mới biết được. Trước kia, ta không biết, nhưng bây giờ ta biết rồi. Ánh mắt sắc bén của Tiêu Lăng Phong nhìn Triệu Thanh Thanh, chính xác mà nói, bất cứ chuyện gì trên đời này, chỉ cần ta muốn biết, trong vòng 10 phút ta nhất định có thể biết, bởi vì không có chuyện gì ta không biết cả. Trên đời này, chỉ có một người là ngươi không biết gì cả. Triệu Thanh Thanh có chút kiêu ngạo nói, đó chính là sư phụ của ta. Sư phụ của ngươi, Tiêu Lăng Phong sửng sốt 1-2 giây, sau đó tỏ vẻ hiểu rõ, nam nhân đó tên là Hạ Thiên, ta biết hắn. Hắn là một bác sĩ có chút tài năng, nhưng cũng chỉ có thế thôi. Triệu Thanh Thanh mỉm cười, người này đúng là một tên ngốc. Hình như ngươi đang rất xem thường phán đoán của ta. Tiêu Lăng Phong vẫn tràn đầy vẻ tự tin, ta đã sớm điều tra những việc làm của Hạ Thiên. Cái gọi là võ công đệ nhất thiên hạ, chỉ là chưa gặp phải cao thủ thực sự mà thôi. Những bệnh mà hắn chữa trị, đội ngũ bác sĩ riêng của ta cũng có thể làm được như vậy. Hơn nữa sẽ không để lại tai họa về sau, vừa hiệu quả cao lại khoa học. Nói xong, hắn lắc đầu, có chút khinh bỉ nhận xét, cái gọi là y thuật châm cứu này thực sự quá lạc hậu, không có hệ thống, không có chút bảo đảm, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Ngươi mới không đáng nhắc tới. Triệu Thanh Thanh không chịu nổi người khác nói xấu Hạ Thiên, lại dám nói xấu sư phụ ta. Ngươi có tin ta đấm một cái nổ đầu chó của ngươi không? Triệu tiểu thư. Ngươi có cần phải tức giận như vậy không? Tiêu Lăng Phong cười ha ha, ta chỉ là giải thích cho ngươi một số sự thật mà ta biết thôi. Nếu như ngươi vẫn còn nghi ngờ, vậy ta có thể chứng minh lại cho ngươi bất cứ lúc nào. Ví dụ như ta còn biết một chuyện, đó chính là sư phụ Hạ Thiên của ngươi, thực ra, hắn cũng không phải là bất tử, bởi vì ta có thể làm cho hắn chết. Thật sao? Triệu Thanh Thanh nhìn không được chế nhạo, vậy ta đánh cược, có một chuyện ngươi chắc chắn không biết. Sắc mặt Tiêu Lăng Phong lộ ra vẻ hứng thú, hắn vừa cười vừa nói ta nghe một chút nào. Đó chính là, khuôn mặt xinh đẹp của Triệu Thanh Thanh tràn đầy sát khí, nàng hất tay lật đổ cả cái bàn dài, hôm nay ngươi nhất định sẽ chết. Chương 2231, không nhận thức được tình hình của bản thân. Nhưng điều khiến cho Triệu Thanh Thanh có chút kinh ngạc chính là chẳng những tên Tiêu Lăng Phong không có nửa điểm thiệt hại. Mà ngay cả miếng thịt bò bít tết kia cũng hoàn toàn không chút tổn hại mà lơ lửng ở giữa không trung. Tiêu Lăng Phong tay cầm dĩa xiên, rồi dùng dao cắt lấy miếng bò bít tết đang lơ lửng ở giữa không trung, giống như ở đó vẫn còn tồn tại cái bàn và đĩa. Sau khi cắt một miếng nhỏ, lập tức bỏ vào trong miệng, nhai một cách tinh tế, trên mặt cực kỳ hưởng thụ, đây là bò Kobe thượng hạng đã được chuẩn bị, chất lượng rất hoàn hảo, đường vân rất đẹp. Độ chín ba phần có thể phát huy ra mùi vị tuyệt vời nhất, Triệu tiểu thư thật sự không thử một chút sao? Thế nhưng, Triệu Thanh Thanh cũng chỉ sửng sốt 1-2 giây, lập tức chẳng thèm ngó ngàng tới, so với những trò ảo thuật mà Hạ Thiên đã thể hiện, tình huống này giống như một màn ảo thuật đơn giản thấp kém. Ta sẽ thử đá vào đầu chó của ngươi trước. Triệu Thanh Thanh nhẹ nhàng nhảy lên, lập tức nhảy tới trước mặt Tiêu Lăng Phong, chân dài giống như roi thép quét ngang. Dùng sức mạnh đá vào đầu và cổ của đối phương. Tiêu Lăng Phong có chút bất đắc dĩ nói, ta vốn thật lòng với ngươi, nhưng ngươi chỉ coi ta là kẻ thấp hèn. Triệu tiểu thư, ngươi như vậy thật khiến ta thất vọng. Oanh! Vừa mới dứt lời, đôi chân rắn chắc của Triệu Thanh Thanh đã đạp trúng đầu Tiêu Lăng Phong. Đầu của Tiêu Lăng Phong bị đá trúng nhưng hắn vẫn không sao, thân cũng không bị đá bay ra ngoài, hắn vẫn nở nụ cười đứng tại chỗ như cũ. Có chút giễu cợt nói, Triệu tiểu thư, cước pháp của ngươi không tệ, chỉ là lực đạo quá yếu, chẳng lẽ sư phụ của ngươi không dạy ngươi cách sử dụng sức mạnh của kỹ xảo sao? Triệu Thanh Thanh thu hồi chân lại, vẻ mặt đề phòng nhìn người trước mắt này, xem ra ngươi cũng có chút bản lĩnh, chẳng trách nói chuyện lại phách lối như vậy. Không, ngươi nhầm rồi. Tiêu Lăng Phong cải chính, ta cho tới bây giờ không hề phách lối, ta chỉ thích nói sự thật thôi. Ví dụ như bây giờ. Ta muốn nói cho ngươi biết ngươi không phải là đối thủ của ta, tuyệt đối đừng tự tìm đường khổ. Triệu Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, lại ra tay lần nữa, có phải đối thủ hay không, đánh qua mới biết được.
như vậy hy vọng Triệu tiểu thư sẽ không hối hận. Tiêu Lăng Phong cuối cùng cũng đã ăn xong miếng bò bít tết, tiện tay gạt dao dĩa qua một bên, tất cả đều bị cắm vào trong vách tường, sức mạnh như thế này đúng thật là không hề nhỏ. Lúc đầu quyền cước của Triệu Thanh Thanh cũng không lợi hại như thế, chỉ mới thoát khỏi trình độ khoa chân múa tay, nhưng sau khi được Hạ Thiên tẩy tủy, cho dù là hiệu quả của quyền cước thông thường cũng có thể phá núi. Chỉ là Tiêu Lăng Phong này lại rất quỷ quái, hắn vẫn đứng tại chỗ không động đậy, mặc cho Triệu Thanh Thanh quyền đấm cước đá nhưng lông tóc hắn vẫn không bị tổn hại chút nào. Người này có chút cổ quái. Triệu Thanh Thanh nghĩ không hiểu nguyên nhân trong đó, chỉ có thể thêm chút sức mạnh tại quyền cước, nàng cũng không tin hắn thật sự có thể chịu đựng được. Tiêu Lăng Phong một bộ dạng hưởng thụ, cười trêu chọc nói, Triệu tiểu thư, thật nghĩ không ra trình độ đấm bóp của ngươi cũng không tệ lắm, chỉ là lực đạo còn chưa đủ, vẫn nên mạnh hơn một chút. Triệu Thanh Thanh không khỏi tức giận, mắng, chờ đó, hôm nay bà đây sẽ đánh bể đầu của ngươi. Mạnh hơn chút nữa, phải dùng sức mạnh hơn nữa. Tiêu Lăng Phong lắc đầu cảm thán nói, xem ra không ăn bữa tối đối với Triệu tiểu thư có ảnh hưởng thật sự rất lớn. Không phải ngươi đã đá văng miếng bò bít tết vừa rồi sao? Hình như có chút không đúng. Triệu Thanh Thanh lại đánh một hồi, cuối cùng phát giác được một chút manh mối, nhưng sau gáy bỗng nhiên thoáng qua một tia điện yếu ớt, khiến cho nàng trong nháy mắt trở nên mơ hồ. Tiêu Lăng Phong cười như không cười hỏi, Triệu tiểu thư, tại sao lại dừng lại? Ngươi đã giở trò gì với ta? Triệu Thanh Thanh lạnh giọng hỏi. Nhanh như vậy đã đoán được. Tiêu Lăng Phong cũng không có giấu giếm gì, lúc An phu nhân đánh ngươi choáng váng, thuận tiện đã đặt một chút thứ vào trong cơ thể ngươi, trải qua mấy giờ dung hợp, cộng thêm vừa rồi ngươi vận động dữ dội, hẳn là bây giờ nó đã theo máu tiến vào não bộ. Triệu Thanh Thanh tức xì khói mắng, quả nhiên là hèn hạ vô sỉ. Đây là sách lược, cách trả giá thật nhỏ nhận được lợi ích lớn nhất. Tiêu Lăng Phong khoát tay, không cho là đúng nói, người sư phụ Hạ Thiên kia của ngươi, chẳng phải cũng thường xuyên làm loại chuyện hèn hạ vô sỉ này sao? Triệu Thanh Thanh lạnh lùng nói, đừng so sánh sư phụ ta với ngươi, ngươi không xứng. Trên thế giới này nào có việc xứng hay không xứng, tất cả đều chỉ là tiêu chuẩn mà thôi. Tiêu Lăng Phong đưa tay chỉ Triệu Thanh Thanh, bởi vì Hạ Thiên là sư phụ ngươi, là người thân cận bên cạnh ngươi, cho nên hắn làm chuyện gì, ngươi cũng cảm thấy đó là chuyện đương nhiên, hắn dùng cái thủ đoạn gì ngươi cũng cảm thấy không có vấn đề gì. Nhưng ta sử dụng thủ đoạn tương tự trên người ngươi, ngươi lại mắng ta hèn hạ vô sỉ. Đối với những người ngươi từng làm tổn thương trước đó mà nói, ngươi lại cảm thấy bản thân mình không phải là kẻ hèn hạ vô sỉ sao? Ngươi cảm thấy loại lời nói nhảm nhí này có thể lừa gạt được ta. Triệu Thanh Thanh đối với cái đạo lý của người này chỉ khịt mũi coi thường, chỉ riêng ngươi lừa bán tử nhi, còn để cho người ta lấy máu nàng thì đã là tội ác tày trời, nói cái gì thì cũng không tẩy trắng được. Tẩy trắng. Tiêu Lăng Phong lắc đầu cười khẽ hai tiếng, Triệu tiểu thư, mặc dù ngươi là người phụ trách thiên đạo tổ, nhưng đầu óc vẫn còn là thiếu nữ hồn nhiên ngây thơ như vậy. Thế đạo trắng đen vốn là một thể, ở đâu ra có cái gì tẩy trắng thay đen? Triệu Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, tùy ngươi nói thế nào, cái đồ bại hoại như ngươi, ta cho tới bây giờ cũng là gặp một lần thì cào một lần, tuyệt đối sẽ không buông tha. Triệu tiểu thư, ngươi thật sự là thiếu nhận thức đối với tình cảnh bây giờ của mình. Sự kiên nhẫn của Tiêu Lăng Phong rõ ràng cũng sắp hết, có chút không hài lòng nói, vào lúc này, ngươi ở trên địa bàn của ta, cơ thể cũng sắp bị thuốc của ta khống chế. Bây giờ ngươi phải nên cầu xin ta bỏ qua cho ngươi như thế nào, chứ không phải là nghĩ đến những chuyện không thiết thực kia. Chương 2232. Thằng ngu. Ngươi mới là người không thiết thực. Gương mặt Triệu Thanh Thanh càng thêm lạnh lùng, người thiếu nhận thức đối với tình cảnh của mình cũng là ngươi. Vừa vặn lúc này, trong phòng bỗng nhiên vang lên tiếng cảnh báo. Tiêu Lăng Phong không khỏi nhíu mày, lộ ra vẻ mặt không thích. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng bị đẩy ra, cái người được gọi là nữ nhân trẻ tuổi Đàm Thục Nhã kia hơi có chút kinh hoàng nói, Tiêu tiên sinh, chúng ta ở đây đã bị bại lộ, có người xông vào. Vội cái gì? Tiêu Lăng Phong khẽ quát một tiếng, trừng mắt với nữ nhân trẻ tuổi nói, chỉ là một chút chuyện nhỏ mà thôi, để cho An phu nhân mang theo hai tiểu đội đi giải quyết kẻ xâm nhập. Nữ nhân trẻ tuổi gật đầu một cái, mới vừa đi được hai bước, lại quay người trở lại. Nói với Tiêu Lăng Phong, Tiêu tiên sinh,
nữ nhân này thật là phiền phức, vẫn là nên sớm giải quyết một chút. Cần ngươi tới dạy ta làm việc sao? Tiêu Lăng Phong bất mãn quát lên, ngươi nên lo làm chuyện mình cần làm, nếu còn nhiều chuyện đừng trách ta ngắt máu của ngươi một tuần. Vâng. Sắc mặt của nữ nhân trẻ tuổi trong nháy mắt trắng xanh, hung hăng trừng mắt liếc Triệu Thanh Thanh một cái, sau đó đi ra ngoài. Tiêu Lăng Phong quay đầu nhìn về phía Triệu Thanh Thanh, xem ra ta thật sự đã xem nhẹ ngươi, cũng xem nhẹ cái gọi là thiên đạo tổ kia. Trong 3 ngày nay, ta chỉ luôn tán gẫu với Tử Nhi. Triệu Thanh Thanh cũng không đắc ý, chỉ là ánh mắt một mực tập trung vào cái tên Tiêu Lăng Phong này, mặc dù nàng không nói câu gì, nhưng ta vẫn tra được một chút manh mối. Loại chuyện nữ nhân lừa bán trẻ em vốn không chỉ có 1-2 lần, nhưng vẫn chưa bị xa lưới. Rõ ràng ở phía sau còn có một tổ chức phạm tội bí mật, mà ngươi rất có thể chính là đầu não của tổ chức này. Vì cuộc sống bình an sau này của Tử Nhi, ta đương nhiên phải nghĩ biện pháp tìm cho ra những thằng ngu các ngươi, sau đó hốt gọn một mẻ. Tiêu Lăng Phong có chút bất ngờ hỏi, nói như vậy, người bị đánh lén ngất xỉu cũng là giả vờ. Chỉ dựa vào lão thái bà kia, đụng cũng không đụng được vào ta, làm sao có thể làm tổn thương ta được. Triệu Thanh Thanh khinh thường nói. Vậy thì cái giá ngươi phải trả cũng có chút lớn. Tiêu Lăng Phong cười khẽ 2 tiếng, ta đã cho ngươi uống một loại thuốc, chờ thuốc phát huy tác dụng, kiếp này của ngươi sẽ do ta quyết định. Kẻ ngu ngốc nghĩ hay lắm, đồ đệ của ta, bất luận là kẻ nào cũng không có khả năng ép buộc, chỉ có nghe lời của ta. Lúc này, trong phòng vang lên một giọng nói lười biếng, trong giọng nói hơi có chút không thoải mái. Tiêu Lăng Phong nghe được giọng nói này, lại nhìn thấy bóng người hạ xuống giữa không trung, lông mày không khỏi nhăn lên một cái, ngươi chính là Hạ Thiên. Sư phụ, cuối cùng ngươi cũng tới rồi. Triệu Thanh Thanh trực tiếp nhào vào trong ngực Hạ Thiên, ngươi mà không xuất hiện, hắn sẽ treo đồ đệ lên. Hạ Thiên ôm lấy Triệu Thanh Thanh, vẻ mặt thành thật nói, có ta ở đây, ngươi sẽ không có khả năng xảy ra chuyện gì. Hạ Thiên, lời này của ngươi cũng quá tự mãn rồi. Tiêu Lăng Phong cười ha hả nhìn Hạ Thiên, thật ra ngươi có thể tới đây cũng tốt, vốn là ta cũng định thu Triệu Thanh Thanh về dưới trướng rồi sau đó mới đi thu phục ngươi. Nếu như ngươi đã chủ động tới, vậy thì thật tốt giúp ta tiết kiệm chút công sức. Tên ngu ngốc này là ai vậy? Hạ Thiên lườm Tiêu Lăng Phong một cái, nói với Triệu Thanh Thanh, ngươi quen không? Hắn tên là Tiêu Lăng Phong, hình như là thủ lĩnh tổ chức gì đó, người này có chút kỳ lạ, sư phụ nên cẩn thận. Triệu Thanh Thanh có lòng tin 100% đối với Hạ Thiên nhưng vẫn nhìn không được nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Tiêu Lăng Phong chậm rãi nói, Hạ Thiên, thật ra bản lãnh của ngươi cũng không tệ lắm, đối với ta thì ngươi còn có chút giá trị lợi dụng. Không bằng như vậy đi, ngươi tham gia tổ chức của ta, ta có thể cho ngươi làm chủ một cửa hàng cầm đồ, như thế nào? Đầu óc cái tên ngu ngốc này có vấn đề à? Mặc dù câu nói Hạ Thiên là câu hỏi, nhưng ngữ khí lại không hề có chút nghi hoặc, tên ngu ngốc nhà ngươi đối với ta mà nói, không hề có một chút tác dụng, vậy thì vì sao ngươi không tự mình đi chết đi? Hạ Thiên, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Tiêu Lăng Phong thở dài, có chút thành khẩn nói, ta cũng xuất phát từ lòng yêu mến người tài nên mới cho ngươi một cơ hội như vậy, ngươi tuyệt đối đừng có phụ tấm lòng tốt của ta. Quỳnh, Hạ Thiên lười nói nhảm, trực tiếp đá ra một cước. Vô dụng. Bất luận quyền cước gì đều không có tác dụng với. A, Tiêu Lăng Phong còn chưa dứt, cả người bỗng dưng bay lên, trực tiếp đập vào vách tường của mật thất, té ra bên ngoài. Sư phụ, sao ngươi làm được vậy? Triệu Thanh Thanh cũng có chút kỳ quái, vừa rồi tại sao ta lại không đá nổi hắn, hắn có phải là tu tiên giả hay không? Hắn không phải tu tiên giả. Hạ Thiên ôm eo Triệu Thanh Thanh, lời biếng nói thế nhưng cũng không phải người bình thường. Hẳn từ nhỏ đã bị người khác dùng đủ loại thuốc tôi luyện qua, cơ thể khác với người thường, nhưng cũng không có tác dụng gì hết. Ai nói không có? Tiêu Lăng Phong lần nữa xuất hiện ở trước mặt Hạ Thiên cùng Triệu Thanh Thanh, vẻ mặt giận dữ tràn đầy mà quát mắng, hôm nay, sẽ để các ngươi biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Nói xong, nổi giận quát một tiếng, quần áo trên người hắn bị xé nát, lộ ra một cơ thể đen như sắt. Hơn nữa nhìn qua còn có chút vết nứt màu vàng kim không đều. Bên trong vết nứt, huyết khí tỏa ra, không bao lâu đã tràn ngập toàn bộ mật thất. Loại huyết khí này giống như là vật sống, sau khi dính vào trên vách tường, trong nháy mắt sẽ nối lại với nhau,
giống như những dây leo màu đỏ trên tường. Hạ Thiên, Triệu Thanh Thanh, ta hỏi các ngươi một lần cuối cùng. Tiêu Lăng Phong trợn mắt chừng Hạ Thiên cùng Triệu Thanh Thanh, có nguyện ý tham gia tổ chức của ta hay không, làm việc cho ta. Trả lời hắn chỉ có hai chữ, thằng ngu. Chương 2233, cao thủ so chiêu. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, vậy thì đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội sống sót. Sắc mặt Tiêu Lăng Phong lập tức trở nên âm trầm, vết dạn màu vàng trên người dường như phát sáng. Triệu Thanh Thanh không nhịn được phải chửi bậy, loại người không hề có chút thành ý khi mời chào thì có người nguyện ý gia nhập mới là lạ, lại nói hơn phân nửa tổ chức của ngươi là tổ chức phạm pháp, hôm nay thuận đường tiêu diệt còn tạm được. Vốn chỉ thấy hai người các ngươi coi như không tệ, thuận miệng mời chào mà thôi. Tiêu Lăng Phong không ngoài ý muốn, cười lạnh nói, đã như vậy rồi, ta không thể lưu lại các ngươi, dù sao các ngươi đều đã thấy mặt của ta. Hạ Thiên gật đầu, điều này thì ngược lại, thật sự khuôn mặt của tên ngu si nhà ngươi ta chưa gặp qua bao giờ, quá xấu. Ha ha, Hạ Thiên, lời này của ngươi thật sự trái lương tâm, lấy vẻ ngoài của ngươi thì có tư cách gì nói người khác xấu chứ? Là con lai, Tiêu Lăng Phong có tự tin tuyệt đối về vẻ ngoài của chính mình, thế mà bây giờ bị một người có dáng dấp bình thường không có gì đặc biệt nói mình xấu, thực sự quá khó mà tiếp thu. Đương nhiên là có tư cách. Hạ Thiên tự tin nói, ta chính là soái ca đệ nhất thiên hạ. Tiêu Lăng Phong cười nhạo một tiếng, lười bị lãng phí thời gian về chuyện đã rõ rành rành, nói thẳng, các ngươi đừng nghĩ tới việc kéo dài thời gian, thiên đạo tổ không vào được đâu, ta bố trí 8 tiểu đội phòng vệ ở bên ngoài, bọn hắn sẽ không phá nổi. Sư phụ, có phải não của hắn có vấn đề hay không? Triệu Thanh Thanh có chút không hiểu người này rồi, hắn đã điều tra Hạ Thiên và thiên đạo tổ. Vậy hẳn đã biết Hạ Thiên chính là người sáng lập thiên đạo tổ, cũng phải biết 100 thiên đạo tổ đều không phải là đối thủ của Hạ Thiên, làm sao lại nói việc ngu đần như thế? Không phải đã rất rõ rồi à? Hạ Thiên đưa tay chỉ vào Tiêu Lăng Phong cả người đen như mực, vết dạn màu vàng trải rộng khắp cơ thể, người có đầu óc bình thường thì sẽ cải tạo chính mình thành xấu xí như vậy sao? Tiêu Lăng Phong lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, cái này không phải là cải tạo, mà là tiến hóa. Đây chính là bộ dáng vốn có của nhân loại, chỉ cần ngươi gia nhập vào dưới trướng của ta, cũng có thể nhận được cơ thể cường đại như này, để làm mọi việc đều thuận lợi. Cơ thể phế vật này của ngươi vẫn nên giữ lại cho chính mình dùng đi. Hạ Thiên không khỏi khinh bỉ nói. Triệu Thanh Thanh thúc giục nói, sư phụ, không nên nhiều lời với tên ngu si này, bây giờ giải quyết hắn đã, còn phải đi cứu Tử Nhi nữa. Tử Nhi là nguyên liệu thiết yếu để ta chế tác huyết tề. Không có khả năng để cho các ngươi mang đi. Khắp khuôn mặt của Tiêu Lăng Phong là vẻ kiêu ngạo, Triệu Thanh Thanh, ta đã xem thử, thân thể của ngươi vô cùng tinh khiết, trong kinh mạch hầu như không có tạp chất nào, đây chính là bạn đồng hành tốt nhất mà ta cần. Chỉ cần ngươi đồng ý làm nữ nhân của ta, bây giờ ta có thể tha cho ngươi một mạng. Sau đó ngón tay lại chỉ Hạ Thiên, tuy nhiên hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, tốt nhất đừng có mang tư tưởng có bất kỳ may mắn nào. Vậy ngươi mau tới thử một chút. Hạ Thiên cười hì hì, tốt nhất là ngươi thật sự có chút bản lĩnh, có thể cho ta kiểm nghiệm một chút, nếu không ngươi sẽ chết rất khó coi. Rất lâu Hạ Thiên chưa chạm mặt đối thủ có thể đánh một trận thoải mái, lúc trước ở dưới đáy biển gặp phải tiền bối tu tiên kia, còn tưởng rằng hắn có thực lực tương đương, kết quả tu vi của tên ngu ngốc kia rất cao nhưng mà sức chiến đấu không có, lại bị lăng tâm lực kia chế trụ một phần thực lực, đánh tới cuối thì không thể không tự bạo nguyên thần. Vậy ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Đang lúc nói chuyện, Tiêu Lăng Phong trực tiếp bước từng bước tới Hạ Thiên, không cố ý tăng thêm tốc độ, cũng không có động tác chậm như quay phim, nếu như không phải vì vết dạn màu vàng trên cơ thể của hắn không ngừng tràn ra huyết khí, thì thật sự cho rằng hắn đang tản bộ. Chờ khi hắn đi đến trước mặt Hạ Thiên thì đã qua 10 giây, lúc này, Tiêu Lăng Phong mới chậm rãi siết chặt nắm đấm, chậm rãi đánh vào ngực Hạ Thiên. Hạ Thiên vẫn có dáng vẻ lười biếng đó, cũng không có ý né tránh, tùy ý để một quyền của đối phương đánh trúng. Đây là tình huống gì? Triệu Thanh Thanh nhìn có chút choáng váng, nhìn không rõ Hạ Thiên và Tiêu Lăng Phong đang giở trò quỷ gì, làm sao đánh trận mà như trọi gà vậy. Cao thủ so chiêu không phải là quyền đến thịt, mà là tốc độ nhanh đến nỗi mắt thường không nhìn thấy. Một giây sau,
vết dạn màu vàng trên nắm tay của Tiêu Lăng Phong bỗng dưng sáng lên, trực tiếp quấn lấy rồi trói cơ thể của Hạ Thiên lại. Không đợi Hạ Thiên phản ứng lại, bỗng dưng Tiêu Lăng Phong khẽ quát một tiếng, nổ. Những vết dạn màu vàng giống như thuốc nổ mãnh liệt, một tiếng nổ ầm, trong chốc lát cả phòng tràn ngập huyết khí, đã có chút không thấy rõ tình hình xung quanh. Sư phụ! Triệu Thanh Thanh bị sóng xung kích của năng lượng này làm lùi lại mấy bước, lập tức lòng sinh ra dự cảm không ổn, vô thức kêu một tiếng. Không cần kêu. Tiêu Lăng Phong mở ra huyết khí, cười nhẹ đi đến trước mặt Triệu Thanh Thanh, Hạ Thiên đã bị nổ tan xương nát thịt. Đương nhiên Triệu Thanh Thanh sẽ không tin lời nhảm nhí này, chỉ là nàng thật sự không cảm nhận được sự tồn tại của Hạ Thiên trong mật thất, trong lòng vẫn còn hơi nghi ngờ. Ngươi không tin, vậy tự ngươi nhìn thật kỹ một chút. Tiêu Lăng Phong cười ha ha, vung tay lên, lần nữa thu hồi huyết khí đẩy phòng vào bên trong vết dạn màu vàng, khôi phục lại mật thất trống rỗng, trừ hai người bọn họ ra thật sự không có người khác. Chương 2234. Từ từ hưởng thụ đi. Căn cứ vào điều tra của ta, từ trước đến nay Hạ Thiên cuồng vọng tự đại, không để bất luận kẻ nào vào mắt. Khắp khuôn mặt Tiêu Lăng Phong là nụ cười mỉa mai, chậm chậm nói, hắn vừa thấy mình vô địch thiên hạ, cũng thấy trên đời này không có bất kỳ người nào có thể tổn thương hắn được. Ha ha, thực sự rất nực cười, chuyện này chỉ có thể chứng minh hắn ếch ngồi đáy giếng đã quen, kiến thức quá nông cạn rồi. Triệu Thanh Thanh nhìn không được trào phúng nói lại một câu, kiến thức của ngươi thì rộng bao nhiêu? Tất nhiên so với những người ếch ngồi đáy giếng còn uyên bác hơn nhiều lắm. Tiêu Lăng Phong không che giấu kiêu ngạo trong mắt, ta chính là người của nhà họ Tiêu ở Thiên Cung, thuở nhỏ được dùng nhiều loại bảo vật để rèn luyện cơ thể, lại có vô số giáo viên có danh tiếng. Có thể nói, lúc ta sinh ra đời thì điểm xuất phát của ta chính là điểm kết thúc mà cả một đời các ngươi cũng không chạm tới được. Không biết mùi vị, nhà họ Tiêu Thiên Cung gì đó, chưa từng nghe nói qua. Triệu Thanh Thanh lạnh giọng nói, ta thấy ngươi chính là kẻ điên trốn ra từ trong bệnh viện tâm thần, không biết từ nơi nào học được kỹ thuật xấu xa, biến chính mình thành dáng vẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ, lại còn gieo họa cho một đứa bé như Tử Nhi, đơn giản là không có chút nhân tính nào. Quả nhiên là nói chuyện với Châu. Tiêu Lăng Phong có chút thất vọng lắc đầu, tay chỉ Triệu Thanh Thanh. Mặc dù thể chất của ngươi có lợi với ta, đáng tiếc phong cách làm người của ngươi quá thấp, muốn làm nữ nhân của ta còn cần phải dạy dỗ nhiều hơn. Triệu Thanh Thanh lên nắm đấm đánh hắn, trong miệng mắng, thằng ngu ngươi đừng có nằm mộng, quỷ mới làm nữ nhân của ngươi, đi chết đi. Một quyền này có tốc độ cực nhanh, sức mạnh cũng không nhẹ, cho dù là ô tô bị một quyền này đánh chúng cũng sẽ trực tiếp bị đánh thành sắt vụn. Đông, nắm đấm ở giữa lồng ngực. Lại phát ra tiếng trầm đục như đánh chuông đồng. Chỉ có chút lực đạo như này. Mặt Tiêu Lăng Phong lại tràn đầy vẻ khinh thường, không tránh không né, mặc cho nắm đấm của Triệu Thanh Thanh nện vào trên người hắn, nữ nhân không biết phải trái, nên không cần phải giữ ngươi lại. Sau đó, chỗ mà nắm đấm của Triệu Thanh Thanh đánh trúng, cấp tốc nứt ra vết dạn màu vàng, giống như cục đá ném vào giữa hồ, từng tầng tràn ra bên ngoài. Tràn ra toàn thân, cuối cùng rút về trên tay phải của Tiêu Lăng Phong. Tới, ngươi cũng tiếp một quyền của ta thử xem. Tiêu Lăng Phong tuyệt không khách khí đem nắm đấm tới trên đầu Triệu Thanh Thanh, bất luận là lực hay là tốc độ đều mạnh hơn Triệu Thanh Thanh rất nhiều. Triệu Thanh Thanh cảm thấy có chút không ổn, nhanh chóng lùi về phía sau, đáng tiếc vẫn hơi chậm một chút. Cho dù có thể né nắm đấm, nhưng không tránh khỏi quyền phong, nàng chỉ có thể nghĩ biện pháp đỡ một quyền này. Ngươi không tiếp nổi. Tiêu Lăng Phong cười nhạo một tiếng, ngay cả sư phụ Hạ Thiên của ngươi cũng bị đánh tan thành mây khói, thì ngươi có thể làm gì, bây giờ tâm phục khẩu phục ta còn kịp. Cút ra một bên chơi với trứng đi. Triệu Thanh Thanh xì mắng. Tiêu Lăng Phong lạnh rên một tiếng, không còn để lại lực, vết dạn màu vàng trên nắm tay sáng lên, sau đó bay vụt ra ngoài dính vào trên người Triệu Thanh Thanh. Triệu Thanh Thanh thấy được uy lực của những vết nứt này. Không khỏi có chút kinh hoàng, muốn tháo bỏ những vết nứt trên người. Nghệ thuật chính là nổ tung. Tiêu Lăng Phong không cho Triệu Thanh Thanh cơ hội, nhắm mắt lại, đợi một hồi lâu, kết quả không nghe thấy tiếng nổ, cũng không có nghe được tiếng kêu thảm thiết của Triệu Thanh Thanh. Tên ngu ngốc ngươi mới cần nổ tung. Một giọng nói lười biếng vang lên không đúng lúc. Tiêu Lăng Phong nghe thấy giọng nói này, không khỏi mở to mắt, trên mặt lộ ra vẻ khó có thể tin, ngươi không chết.
ta không thể nào chết được. Hạ Thiên bĩu môi, không cho là đúng nói, một quyền kia của ngươi không khác gì cù lét với ta thì ta có thể xảy ra chuyện gì. Đương nhiên trong lòng Triệu Thanh Thanh tin chắc rằng Hạ Thiên không có việc gì, nhưng cũng có chút nghi ngờ, sư phụ, vậy sao vừa nãy không thấy bóng dáng của ngươi? Ở lại đây có chút nhàm chán, cho nên ta ra ngoài cứu tiểu hài tử kia ra. Hạ Thiên ngáp một cái, chỉ về phía Tử Nhi đang đứng ở cửa, ngươi đi trông chừng nàng, vừa rồi có người rút máu của nàng, lại tiêm vài thứ kỳ quái vào, chờ ta giải quyết tên ngu si này, trở về sẽ trị bệnh cho nàng. Tiêu Lăng Phong nghiêng người nhìn Tử Nhi có sắc mặt tái nhợt, phi thân qua định bắt nàng. Một cước của Hạ Thiên, trực tiếp đạp bay hắn. Tiêu Lăng Phong bay ngược ra ngoài không đến nửa giây, bỗng dưng lại trở về, một đôi nắm đấm lóng lánh ánh sáng màu vàng, nặng nề mà đánh vào Hạ Thiên. Trò xiếc của ngươi đã bị ta nhìn rõ, một chút tác dụng cũng không có. Hạ Thiên một mặt xem thường, tùy ý khẽ vươn tay. Nhẹ nhàng chặn hai nắm đấm sẽ nổ tung của Tiêu Lăng Phong, thuận tiện đâm hai châm ở phía trên. Chỉ thấy vết rạn màu vàng trên nắm đấm trong phút chốc biến mất, dẫn đến từng vết rạn trên cơ thể của Tiêu Lăng Phong theo đó mà khép lại. Tiêu Lăng Phong kinh ngạc, khó có thể tin được kêu ầm lên, điều này sao có thể. Trò xiếc mà ngươi lên kế hoạch cũng xem như thú vị, có thể hóa giải lực đạo của người khác, sau đó trả lại gấp bội. Hạ Thiên cười hì hì, đáng tiếc, lực lượng của người khác chính là của người khác, ngươi căn bản không giữ được, nhất định phải đánh ra trong thời gian nhất định, bằng không thì người nổ tung sẽ là chính ngươi. Bây giờ, ta chặn phương thức mà ngươi phát lực, sức mạnh một cước của ta thì tự ngươi từ từ hưởng thụ đi. Tiêu Lăng Phong kinh hãi, há mồm muốn nói cái gì, kết quả lực lượng trong cơ thể nổ tung, trực tiếp làm hắn đánh mất khí lực nói chuyện. Nhà đầu Thanh Thanh, chúng ta đi thôi. Ở đây không có việc gì nữa. Hạ Thiên tiến tới ôm Triệu Thanh Thanh và Tử Nhi, cơ thể lóe lên, trực tiếp biến mất. Chưa tới 3 giây, phía sau Hạ Thiên đã vang lên tiếng nổ điếc tai. Sau đó, âm thanh một ngọn núi lớn sụp đổ vang lên ầm ầm, làm cho bụi đất tung bay, làm chim thú sợ hãi phân tán bốn phía. Chương 2235, cứ để cho bọn hắn chờ đi. 3 ngày trước, sau khi Triệu Thanh Thanh biết được chuyện của Tử Nhi đã lập tức nổi trận lôi đình, trực tiếp phái người thiên đạo tổ đi thăm dò tìm được manh mối về người mẹ trong miệng của Tử Nhi. Không thể không nói, hiệu suất của thiên đạo tổ thực sự rất cao, mà trong bóng tối lại có thêm bé ngoan hỗ trợ, thông qua tiểu khu cấp cao kia, thật sự điều tra ra được một tổ chức thần bí, cùng với thủ lĩnh của tổ chức này, Tiêu Tiên Sinh. Liên quan tới vị Tiêu Tiên Sinh này, những tư liệu có thể tra ra được lại tương đối ít. Cũng không có tra ra được hắn đã phạm phải tội tày trời gì. Chỉ biết người này có trên 100 bất động sản ở vùng lân cận kinh thành, phần lớn trong đó đều cho những thanh niên cường tráng ở, việc này vô cùng khả nghi. Sau đó, Triệu Thanh Thanh vừa xác thực những lời Tử Nhi nói, Tiêu Tiên Sinh kia cùng với mẹ của nàng đã nhiều năm nhốt nàng ở tiểu khu cao cấp đó, sau đó còn thường xuyên lấy máu của nàng. Nghe nói như thế, Triệu Thanh Thanh rốt cuộc không nén được lửa giận trong lòng. Quyết định chủ động xuất kích, dụ những người kia đi ra, sau đó một mẻ hốt gọn. Lúc này mới có chuyện Triệu Thanh Thanh mang theo Tử Nhi không có chút đề phòng nào đi dạo phố, sau đó xảy ra chuyện bị phục kích bắt đi. Triệu Thanh Thanh chính là dùng chính mình làm mồi nhử, sau đó dẫn theo thiên đạo tổ tìm được hang ổ của vị Tiêu Tiên Sinh kia, lúc đầu nghĩ rằng không cần nhờ vả đến Hạ Thiên cũng có thể đem đám người này tóm gọn một mẻ. Ai có thể nghĩ tới Tiêu Tiên Sinh này lại là một tên biến thái cải tạo thân thể chứ, chuyện sơ sẩy này suýt nữa thì khiến nàng và Tử Nhi gặp bất trắc. Cũng may Hạ Thiên kịp thời đuổi tới, giải quyết tên Tiêu Lăng Phong này, Triệu Thanh Thanh lần đầu tiên chỉ huy thiên đạo tổ hành động mới xem như chỉ bị kinh sợ thôi chứ không gặp nguy hiểm. Sau khi trở lại Triệu gia, Hạ Thiên trước tiên tiện tay châm cho Tử Nhi hai châm, giải trừ trạng thái hư nhược của nàng, sau đó ném người lên trên giường rồi mặc kệ. Những chuyện khác, đợi nàng tỉnh rồi lại nói sau. Triệu Thanh Thanh vốn còn một đống hậu quả cần phải giải quyết, lại bị Hạ Thiên cưỡng ép thay đồ tắm, đưa đến bên bể bơi phơi nắng. Hạ Thiên gối lên đôi chân dài so với Ninh Nhụy Nhụy hơi kém một chút của Triệu Thanh Thanh, vừa ngoan ngoãn ăn vải mà đồ đệ đã lột vỏ sẵn, cả người lười biếng, khá là thoải mái. Triệu Thanh Thanh thì không có thanh thản dễ chịu như vậy, xoa bóp cho Hạ Thiên một hồi lâu, mới mở miệng hỏi, sư phụ,
sao ngươi lại không thẩm tra cái tên Tiêu Lăng Phong một chút rồi mới giết hắn? Lúc trước hắn đề cập tới cái gì mà Thiên Cung Tiêu gia, hẳn là nên điều tra một chút, cảm giác chắc chắn là có bí ẩn gì đó. Tên ngu ngốc kia là tự sát, ta ngược lại cũng không có giết hắn. Hạ Thiên đồng ý với nhận định này, một chút cũng không có để ở trong lòng, lại nói cũng không có gì để mà điều tra cả. Một gia tộc có thể nuôi dưỡng ra được một kẻ ngu ngốc như thế, khẳng định cũng là một gia tộc ngu ngốc. Nếu đã là một gia tộc ngu ngốc, vậy tại sao phải lãng phí thêm thời gian? Cái logic này đơn giản rõ ràng, có thể coi là hoàn mỹ. Ta vẫn cảm thấy nên đi tìm hiểu thêm một chút, hơn nữa hiểu chắc gần đây không phải cũng đang điều tra thế lực bí mật kia sao, nói không chừng tên Tiêu Lăng Phong này lại là một bước đột phá mới. Triệu Thanh Thanh vô ý thức gật nhẹ đầu. Suy cho cùng thì Hạ Thiên cũng là một người không bình thường nên cách suy nghĩ này của hắn tương đối bình thường, nhưng nàng làm tổ trưởng Thiên Đạo Tổ vì vậy không thể phớt lờ như thế. Hạ Thiên nhếch miệng nói, vậy thì đi điều tra kỹ luôn đi, Thiên Đạo Tổ không phải là bắt được hai người thủ hạ của tên ngu ngốc kia à, thẩm vấn kỹ càng chẳng phải sẽ biết ngay sao. Vừa rồi Thiên Đạo Tổ truyền tới tin tức, hai nữ nhân kia sống chết cũng không chịu mở miệng. Triệu Thanh Thanh đặt điện thoại xuống. Nói với Hạ Thiên, dường như thân thể của các nàng đã trải qua cải tạo, những thủ đoạn bình thường đối với các nàng căn bản đều không có hiệu quả gì, vẫn là sư phụ phải ra mặt, khiến cho hai nữ nhân kia nhanh chóng khai ra. Cũng được, vậy thì đi qua nhìn một chút. Hạ Thiên vừa vặn nhàn rỗi nhàm chán, hiện tại lại còn lâu mới tới thời gian ôm đồ đệ ngoan ngoãn đi ngủ, tìm một số chuyện làm để giết thời gian cũng tốt. Sư phụ, người quá tốt. Triệu Thanh Thanh kích động ôm Hạ Thiên hôn một cái, sau đó đã biết mình gây tai họa. Với tính cách của Hạ Thiên, sao lại cho phép nàng chỉ hôn một chút như vậy, trực tiếp ôm nàng vào phòng. Bất chi bất giác mấy giờ trôi qua, dù đặc biệt thích lăn lộn cùng Hạ Thiên, nhưng Triệu Thanh Thanh cũng có chút đỏ mặt, ngượng ngùng nói với Hạ Thiên, sư phụ, đợi buổi tối chúng ta lại tiếp tục có được không? Bên Thiên Đạo Tổ còn đang chờ chúng ta đây. Cứ để cho bọn hắn chờ đi. Hạ Thiên chẳng hề để ý nói. Triệu Thanh Thanh thấy không khuyên nổi Hạ Thiên, mà bản thân mình cũng có chút không nỡ loại cảm giác thực cốt tiêu hồn này, thế là nói ra, sư phụ, vậy chúng ta lại một lần nữa. Nhiều quá thì ta thật sự không chịu đựng nổi. Hạ Thiên đương nhiên không có ý kiến. Thế là, thẳng đến sáng ngày thứ hai, Triệu Thanh Thanh mới xuống giường. Một đêm nhẹ nhàng vui vẻ qua đi, cả người Triệu Thanh Thanh thần thanh khí sảng. Giống như đồng ruộng được tưới tiêu đầy đủ, cả người tràn đầy sức sống. Triệu Thanh Thanh nhìn thoáng qua Hạ Thiên vẫn còn ngủ say ở bên trong, cũng không có ý định đánh thức hắn, về phần Thiên Đạo Tổ, hoàn toàn không cần lo lắng, Hạ Thiên đã đồng ý sẽ đi qua nhìn một chút, vậy thì khẳng định sẽ đi, không cần nhắc lại. Sư phụ, ta đến Thiên Đạo Tổ trước, nhìn xem tình hình thế nào. Triệu Thanh Thanh rửa ráy xong, đổi một bộ quần áo nhẹ nhàng. Muốn cho Hạ Thiên một chiếc hôn chào buổi sáng, kết quả nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, sợ lần nữa bị Hạ Thiên giày vò một ngày, đổi thành sờ mặt hắn, sau đó chậm rãi đi ra ngoài. Chương 2236, đẹp trai giống như ta thì chỉ có mình ta. Chờ Triệu Thanh Thanh đi không bao lâu, Hạ Thiên lại một lần bị tiếng điện thoại đánh thức. Alo, tiểu muội chân dài, cô đây là nhớ ta phải không? Hạ Thiên cầm điện thoại di động lên xem. Phát hiện là Ninh Nhụy Nhụy gọi tới, lập tức cười hì hì nghe điện thoại. Ninh Nhụy Nhụy có chút không kiên nhẫn nói ra, nhớ ngươi ta mới là quỷ, ta mới không có nhớ ngươi. Tiểu muội chân dài, cô không cần phải ngượng ngùng, ta chính là bạn trai cô nhớ ta cũng là điều bình thường. Hạ Thiên nghiêm trang nói, ta biết nữ nhân các cô kín đáo, chẳng qua là đối với ta không cần bày ra bộ dạng này, nhớ ta cứ việc nói thẳng, ta sẽ rất vui. Ngươi có cao hứng hay không đâu có liên quan gì tới ta. Ninh Nhụy Nhụy thích đối nghịch với Hạ Thiên, cái tên lưu manh đáng chết này thích gì, nàng chuyên môn không thuận theo ý hắn, dù chỉ là làm trái ngoài mặt, nàng chính là muốn duy trì sự kiêu ngạo này, đều tại ngươi, Luyên Thuyên chậm trễ nửa ngày, hoàn toàn quên nói chính sự. Hạ Thiên cười hì hì nói, tiểu muội chân dài, nhớ ta chính là chính sự của cô đó, không có chính sự nào có thể so với chuyện này đâu. Lưu manh đáng chết, ngươi còn ngắt lời nữa, ta sẽ tắt điện thoại. Ninh Nhụy Nhụy có chút phiền nói. Cô trước tiên cứ nói nhớ ta đi đã. Hạ Thiên vẫn cứ nhắc mãi chuyện này, không có bỏ qua cho Ninh Nhụy Nhụy. Tít, tít.
Điện thoại quả nhiên trực tiếp cúp máy. Lúc này, Hạ Thiên cười gọi lại. Ninh Nhụy Nhụy không nghe. Hạ Thiên tuyệt không cảm thấy bất ngờ, năm đó Y Tiêu Âm chính là thường xuyên không nhận điện thoại của hắn, còn có lúc sẽ treo điện thoại của hắn, mà hắn chính là lấy bất biến, ứng vạn biến. Cuối cùng khiến cho Y Tiêu Âm khuất phục, bây giờ đối mặt với Ninh Nhụy Nhụy đẳng cấp thấp hơn mấy lần so với Y Tiêu Âm, Hạ Thiên đương nhiên càng tràn đầy lòng tin. Biện pháp của Hạ Thiên chính là liên tục gọi, gọi tới khi có người nghe mới thôi. Lần thứ 19, Ninh Nhụy Nhụy có chút chịu không được, trực tiếp quát mắng, lưu manh đáng chết, còn chưa đủ đúng không? Còn tiếp tục quấy rối ta, ta sẽ cho ngươi vào danh sách đen đấy. Tiểu muội chân dài, rõ ràng là cô gọi điện thoại cho ta trước. Hạ Thiên nói nghiêm túc, cho nên, là cô đang quấy rầy ta. Hơn nữa cô chặn ta cũng vô dụng. Ta sẽ nhờ bé ngoan hỗ trợ gỡ ra. Được rồi, Ninh Nhụy Nhụy không có cách nào, bất đắc dĩ nói, chừng nào ngươi về Giang Hải. Hạ Thiên nói ra, cô còn chưa nói có nhớ ta hay không đấy. Ninh Nhụy Nhụy, được, ta nhớ ngươi muốn chết, nhớ ngươi chết mất thôi. Ninh Nhụy Nhụy không vui gọi mấy lần, đủ chưa? Bây giờ có thể nói chính sự chưa? Cô lại hôn ta một cái. Hạ Thiên từ trước đến nay được một tấc lại muốn tiến một thước, làm sao lại chỉ mấy câu như thế mà thỏa mãn được. Ninh Nhụy Nhụy cắn căn răng, sau đó hướng điện thoại MWAS một cái, giờ thì được rồi chứ. Được rồi, lần này, Hạ Thiên hài lòng, cười hì hì nói, vậy bây giờ ta về Giang Hải nhé. Ninh Nhụy Nhụy giật mình, bây giờ. Đúng vậy, nếu cô đã nhớ ta, vợ Y Y, vợ tiểu Y Y, còn có bối bối nhà đầu. Các nàng ấy khẳng định càng nhớ ta hơn. Hạ Thiên dùng một ngữ khí nghiêm túc nói, ta đương nhiên phải lập tức về Giang Hải. Ngươi làm xong chuyện ở Kinh Thành rồi à? Ninh Nhụy Nhụy hỏi nói, vậy Triệu Hiểu chắc không có việc gì chứ? Hắn có thể có chuyện gì, chính là có chút ngu ngốc mà thôi. Hạ Thiên lười biếng nói ra, cũng may những người muốn đối phó hắn càng ngu ngốc hơn, cho nên bây giờ hắn còn có thể nhảy nhót tưng bừng. Ninh Nhụy Nhụy cũng không quen Triệu Hiểu Trác, vừa rồi cũng chỉ là theo lễ phép hỏi thăm một chút, nghe được đối phương không sao thì cũng không tiếp tục hỏi. Có điều, người cũng không phải vội về Giang Hải. Ninh Nhụy Nhụy dừng lại vài giây, còn nói thêm, dù sao mấy ngày nay chúng ta cũng đều không ở Giang Hải, người trở về cũng không gặp được chúng ta. Hạ Thiên có chút kỳ quái hỏi, không ở Giang Hải, vậy các ngươi ở đâu? Ta và Lam Y Nhân về thành phố Quế. Có một số việc phải xử lý một chút. Ninh Nhụy Nhụy trả lời, Y Y tỷ cũng đi xa nhà, về phần đi đâu thì ta cũng không biết, ngươi phải hỏi Cửu tỷ tỷ. Vậy bối bối nhà đầu kia đâu? Hạ Thiên vốn còn muốn hỏi một chút Thạch Thuần ở đâu, nghĩ lại cảm thấy tiểu nhà đầu kia có chút dính người thì không có hỏi nữa. Ninh Nhụy Nhụy bình thản nói ra, tô bối bối đi công tác, hình như đi thành phố Thiên Hải. Nếu ngươi cảm thấy nhàm chán có thể đi Thiên Hải tìm nàng. Vậy cô gọi điện thoại cho ta đến cùng là muốn nói chuyện gì? Hạ Thiên rất không hiểu. Chính là hỏi thăm ngươi chừng nào về Giang Hải. Ninh Nhụy Nhụy giải thích nói, đến lúc đó, có một số việc cần tìm ngươi thương lượng một chút. Hạ Thiên nói ra, bây giờ ta sẽ có thể đi thành phố Quế tìm cô nha. Vậy thì bỏ đi, Ninh Nhụy Nhụy trực tiếp từ chối, nếu ngươi tới thì tuyệt đối sẽ làm chuyện xấu xa. Vẫn là chờ ngươi về Giang Hải rồi nói sau. Các ngươi về Giang Hải lúc nào thì ta trở về lúc đấy chứ sao? Hạ Thiên một bộ đương nhiên nói, tiểu muội chân dài, cô tại sao lại trở nên ngốc nghếch như vậy? Ninh Nhụy Nhụy kìm nén lửa giận, lại nói chuyện tào lao hơn nửa ngày với Hạ Thiên, lúc này mới cúp điện thoại. Đại bại hoại, người đã ôm gì nhỏ thanh thanh của ta rồi mà còn mập mờ với những nữ nhân khác, quả thực là nam nhân cặn bã. Không biết lúc nào, Tử Nhi đã xuất hiện ở bên cạnh Hạ Thiên. Một mặt ghét bỏ mà nhìn hắn. Hạ Thiên trừng Tử Nhi một chút, nam nhân đẹp trai giống như ta, làm sao có thể là nam nhân cặn bã chứ? Cặn bã hay không cặn bã, cùng có đẹp trai hay không có liên quan gì với nhau chứ? Tử Nhi nhăn mũi một cái, xem thường nói. Đương nhiên là có, nam nhân cặn bã đều là người kỳ lạ. Hạ Thiên nói rất nghiêm túc, mà người đẹp trai giống như ta thì không thể là nam nhân cặn bã. Tử Nhi nhếch nhếch miệng. Vậy người đẹp trai giống ngươi, có mấy người hả? Ta là soái ca đệ nhất thiên hạ. Hạ Thiên đáp, đẹp trai giống như ta thì chỉ có mình ta.
Chương 2237. Ngươi chỉ là một kẻ ích kỷ mà thôi. Ngươi có phải là thiên hạ đệ nhất soái ca hay không thì có thể tạm thời gác sang một bên. Đôi mắt to tròn của Tử Nhi liếc xéo một cái, có hơi chút ghét bỏ nói, nhưng chắc chắn ngươi là thiên hạ đệ nhất cuồng tự luyến. Hạ Thiên không cho là đúng, ta tự tin về mình. Đại bại hoại, chẳng lẽ ngươi không biết tự tin quá mức sẽ thành tự đại sao? Tử Nhi nhíu nhíu cái mũi phê bình một câu. Ngươi không có thực lực mới gọi là tự đại. Hạ Thiên lười biếng nói, ta là thiên hạ đệ nhất cao thủ, tự đại gì đó căn bản không hề tồn tại. Tử Nhi cho rằng vừa rồi đã là đỉnh cao tự luyến của Hạ Thiên rồi, kết quả là nàng đã sai, sự tự luyến của tên đại bại hoại này căn bản là không có hạn mức cao nhất. Sau đó hai người rơi vào trạng thái trầm mặc kỳ lạ. Tử Nhi dường như có gì đó muốn nói với Hạ Thiên, nhưng mà nàng không biết nên mở miệng như thế nào, thế là đành phải làm ra bộ mặt muốn nói nhưng lại thôi để cho Hạ Thiên nhìn thấy, sau đó chủ động hỏi thăm nàng. Có điều Hạ Thiên lại không đi theo kịch bản của nàng, lúc này hắn còn đang tự hỏi Ninh Nhụy Nhụy tìm mình là có chuyện gì, hay là hắn bay thẳng đến thành phố Quế, tạo bất ngờ cho nàng ấy và vợ Tiểu Y Y. Hai người đều có tâm tư riêng, cùng nhau ăn bữa sáng thoạt nhìn rất thịnh soạn nhưng lại cực kỳ tẻ nhạt vô vị. Nè, đại bại hoại, cái tên Tiêu tiên sinh kia đã chết thật sao? Đợi đến khi cả hai ăn sáng gần xong thì Tử Nhi không nhịn được hỏi thăm vấn đề mình đang quan tâm. Hạ Thiên gật đầu, chết rồi, không còn sót lại chút gì. Ách, Tử Nhi dừng lại 2-3 giây, lại hỏi, mẹ của ta cũng chết rồi sao? Nữ nhân xấu xí kia và một bà lão còn chưa chết, cả hai đều bị người của Thiên Đạo Tổ bắt đi. Hạ Thiên nói không chút để ý, bây giờ, Thanh Thanh nhà đầu đang tra hỏi bọn họ. Tử Nhi ngồi thẳng lưng, nhìn Hạ Thiên một cách chân thành tha thiết, ta có thể đi thăm nàng ta một chút không? Muốn thì đi thôi. Hạ Thiên không để bụng chuyện này, nàng ta còn chưa trả lời vấn đề lần trước, vừa vặn lần này bắt nàng ta nói cặn kẽ chi tiết mọi chuyện. Đại bại hoại, chẳng lẽ chúng ta không cần hỏi ý kiến của dì nhỏ Thanh Thanh sao? Tử Nhi lo lắng sẽ làm phiền đến công việc của Triệu Thanh Thanh, mặc dù nàng biết vị dì nhỏ mới này rất nghe lời Hạ Thiên, nhưng dính đến chính sự, vẫn nên đi theo trình tự một chút. Hạ Thiên lười trả lời vấn đề này. Lập tức mang tiểu nha đầu này đến trụ sở huấn luyện của Thiên Đạo Tổ. Mặc dù nói là trụ sở huấn luyện, thật ra nơi đây là một căn tứ hợp viện rất đặc sắc, từ kiến trúc cho tới kết cấu đều có nét riêng biệt, không giống với tứ hợp viện thông thường, trông nó càng giống như là một tòa kiến trúc kiểu cổ xưa hơn. Ở kinh thành tấc đất tấc vàng mà lại có thể sử dụng một vùng đất rộng lớn để xây một tòa tứ hợp viện đặc biệt như vậy, không thể không nói là một đại kiệt tác. Chủ nhân của tòa nhà này chính là Tống Ngọc Mị, từ trước đến nay nàng vẫn luôn thích đồ vật cổ đại, chỉ là tứ hợp viện hiện tại lại không phù hợp thẩm mỹ của nàng, thế là Tống Ngọc Mị tự tay thiết kế căn tiểu viện này, dùng để làm nơi tụ tập các thành viên của Thiên Đạo Tổ. Đương nhiên, các thành viên Thiên Đạo Tổ khi đó chính là những cô vợ của Hạ Thiên. Hiện giờ tòa tứ hợp viện này được coi là văn phòng cho các thành viên nòng cốt của Thiên Đạo Tổ, với tư cách là trưởng nhóm đương nhiệm. Lúc này Triệu Thanh Thanh đang có mặt ở bên trong, thẩm vấn nữ nhân tên thật là Đàm Thục Nhã nhưng lại nói mình họ Tiêu. Ta khuyên các ngươi mau thả ta ra, nếu không đợi đến khi Tiêu tiên sinh tìm tới nơi này, tất cả các ngươi sẽ phải chết. Khuôn mặt của Đàm Thục Nhã có chút tái nhợt, nhưng thần sắc lại tương đối phấn khích, không biết là do bị đau quá nhiều hay vì diễn xuất quá đạt. Triệu Thanh Thanh hơi nhíu mày, có chút đồng tình nhìn nữ nhân này, ta đã nói với ngươi gần 10 lần rồi. Vị Tiêu tiên sinh kia đã chết rồi, hơn nữa là chết đến mức không thể chết thêm lần nữa. Ha ha, các ngươi không hiểu Tiêu tiên sinh cho nên không biết sự lợi hại của hắn, hắn chắc chắn không thể nào chết được. Đàm Thục Nhã lạnh lùng cười một tiếng, mỉa mai, các ngươi sẽ không bao giờ tưởng tượng nổi bản lĩnh của Tiêu tiên sinh, cũng không biết hắn vĩ đại đến cỡ nào. Được rồi, hắn chỉ là một kẻ buôn người và bất động sản mà thôi, khoác lác mãi nghiện rồi đúng không? Triệu Thanh Thanh trợn mắt, tức giận nói, dù ngươi có tin hay không thì cái tên Tiêu kia cũng đã chết rồi. Hắn tự tin quá mức, hấp thu một tia sức mạnh của sư phụ ta nhưng lại không thể phát tiết, sau đó cơ thể nổ tung. Hiện trường đã được kiểm nghiệm, vẫn còn sót lại một vài khúc tay chân của hắn, có cần ta dẫn ngươi đi xem tận mắt không? Mí mắt Đàm Thục Nhã khẽ giật, nhưng mà nàng lập tức cắn răng nói, mặc cho các ngươi nói hưu nói vượn như thế nào. Ta cũng sẽ không tin tưởng các ngươi.
đừng hòng dụ dỗ để lấy thông tin gì từ ta, ta sẽ không bán đứng tổ chức, đừng phí sức nữa. Dụ dỗ ngươi để lấy thông tin, chuyện này thôi bỏ đi. Triệu Thanh Thanh lộ ra vẻ mặt coi thường, với ta mà nói thì ngươi không hề có bất kỳ giá trị gì, ta không có hứng thú lãng phí thời gian ở phương diện này. Ta chỉ muốn biết việc liên quan tới Tử Nhi. Đàm Thục Nhã sửng sốt một chút, ngay sau đó gào to, Tử Nhi là của ta. Nàng là con gái của ta, là tâm can bảo bối của ta, là sinh mệnh của ta. Ngươi đừng nghĩ đến việc cướp nàng đi. Nàng đúng là sinh mệnh của ngươi, điều này có thể xác định, nhưng mà những thứ khác thì chưa chắc. Triệu Thanh Thanh lạnh lùng nhìn nữ nhân đối diện, nếu ngươi thật sự quan tâm nàng thì sao có thể làm ra loại chuyện kia? Chẳng lẽ ngươi không biết một đứa trẻ 7, 8 tuổi thường xuyên bị rút máu là chuyện nguy hiểm cỡ nào sao? Ta cũng không còn cách nào khác, ta cũng không muốn như vậy. Đàm Thục Nhã quả quyết phản bác, nhưng ta tuyệt đối không thể chết, nếu như ta chết thì nàng ấy cũng sẽ phải chết đói. Cho nên nếu nàng ấy muốn sống thì phải bảo đảm mạng sống của ta trước, chuyện này thì có gì sai chứ? Sai hoàn toàn, Triệu Thanh Thanh phẫn nộ tột đỉnh, chỉ vào đối phương rồi khiển trách, ngươi chính là một kẻ tiểu nhân ác độc ích kỷ, dùng máu của Tử Nhi để kéo dài sự sống cho bản thân, cái gì mà con gái ruột, đây chỉ là cái cớ ngươi đặt ra để cho bản thân có thể yên tâm thoải mái mà thôi. Chương 2238. Chết không hết tội. Đàm Thục Nhã không có phản bác, chỉ là mí mắt hơi buông xuống, giọng điệu không có thiện cảm, nói, mặc kệ ngươi nói thế nào đi nữa, nếu ngươi không giết ta ngay bây giờ, vậy chờ đến khi Tiêu Tiên Sinh tới cứu ta, ta nhất định sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Triệu Thanh Thanh không khỏi lắc đầu, nữ nhân này quả thật đã trúng độc của tên Tiêu Tiên Sinh kia, mở miệng ngậm miệng đều là Tiêu Tiên Sinh. Biết rõ hắn đã chết mà vẫn cứ ôm hy vọng trong lòng, cố chấp không chịu tin tưởng sự thật. Triệu Thanh Thanh có chút đồng tình với chấp niệm của nàng ta, nó có chút tương tự với việc nàng nhất định phải làm nữ nhân của sư phụ Hạ Thiên. Có điều Hạ Thiên đáng giá để tất cả nữ nhân làm như vậy, mà cái tên Tiêu Tiên Sinh kia chỉ là một thứ cặn bã, hơn nữa lại yếu muốn chết. Người mới chết không chỗ chôn, đồ đệ ngoan của ta không có khả năng chết được. Giọng nói lười biếng đặc thù của Hạ Thiên bỗng nhiên vang lên. Triệu Thanh Thanh hưng phấn nhào vào trong ngực Hạ Thiên. Hoàn toàn không coi ai ra gì, sư phụ, sao ngươi lại tới đây, không ngủ thêm một lát sao? Đứa nhỏ này nói muốn lại đến nơi đây, cho nên ta mang nàng ấy tới xem một chút. Hạ Thiên thuận tay ôm eo nhỏ nhắn của đồ đệ ngoan, nghiêng đầu nhìn tiểu nha đầu đang đứng ở sau lưng mình. Tử Nhi, tại sao ngươi cũng tới đây? Lúc này Triệu Thanh Thanh mới nhìn thấy Tử Nhi, vô ý thức liếc qua Đàm Thục Nhã, sau đó giơ tay dắt Tử Nhi. Để tránh việc nữ nhân tâm thần kia bỗng nhiên nổi điên tổn thương nàng. Tử Nhi sững sờ nhìn Đàm Thục Nhã vài lần, vẫn là mở miệng kêu một tiếng, mẹ. Tử Nhi, mẹ nhớ ngươi muốn chết. Quả nhiên, khi Đàm Thục Nhã vừa thấy Tử Nhi thì lập tức kích động nhào tới, thần thái rất là điên cuồng. Triệu Thanh Thanh không chút khách khí ấn đối phương ngồi xuống ghế, thuận tay lấy một sợi dây thừng trói chặt nàng ta lại. Tử Nhi lắc đầu, ngươi không có nhớ tới ta. Chỉ là bệnh cũ sắp tái phát. Tử Nhi, ngươi biết mẹ thương ngươi nhiều thế nào mà. Đàm Thục Nhã bị Triệu Thanh Thanh đè xuống không thể động đậy, đành phải gào to về phía Tử Nhi, mau rút máu đưa cho mẹ, chờ mẹ bình tĩnh lại sẽ dẫn ngươi đi ra ngoài chơi được không? Đi khu vui chơi, đi vườn bách thú, hoặc là đi công viên Disneyland cũng được, không phải ngươi rất thích vịt Donald sao? Triệu Thanh Thanh càng nhìn trạng thái nữ nhân này càng cảm thấy không thích hợp. Nàng quay sang hỏi Hạ Thiên, sư phụ, tại sao dáng vẻ của nàng ta như lên cơn nghiện ma túy vậy? Cái này còn nghiêm trọng hơn nghiện ma túy nhiều, nàng ta là nghiện máu, đây là bệnh phí huyết chứng hay còn gọi là nại hà phiên, mỗi lần phát tác thì máu trong cơ thể sẽ sôi trào giống như nước sông Nại Hà ở địa ngục. Hạ Thiên lười biếng nói, người mắc loại bệnh này nhất định phải dùng máu âm huyết tiến hành pha loãng thì mới chấn áp được. Có điều máu âm huyết chỉ xuất hiện ở người có u âm chi thể. Đó là xác suất 1/1 tỷ, tức là gần như không có. Không phải chứ, trên địa cầu tổng cộng cũng mới chỉ có 6, 7 tỷ người thôi. Triệu Thanh Thanh không khỏi có chút líu lưỡi, xác suất này cũng quá thấp rồi, nếu mắc phải loại bệnh này, như vậy chỉ còn nước chờ chết thôi sao? Cũng không hẳn là chờ chết, chẳng phải nữ nhân ngu xuẩn này còn chưa chết sao? Hạ Thiên giải thích với vẻ mặt nghiêm túc, âm huyết trời sinh đúng là có xác suất vô cùng nhỏ.
cho dù có thì cũng rất khó tìm được. Cho nên có vài người nghĩ tới việc nuôi dưỡng loại máu này ở trong cơ thể người, đối tượng thí nghiệm tốt nhất chính là những đứa trẻ. Trước kia ta có nghe đại sư phụ nói qua, khi còn trẻ hắn từng gặp được một đôi cha con kỳ quái, hai cha con này đều lấy máu của đối phương làm thức ăn. Lúc đó đại sư phụ ta thích nhất là chữa trị các loại bệnh kỳ quái như vậy, nhưng mà hắn chỉ đã 7-8 năm rồi mà ngay cả nguyên nhân bệnh cũng không thể nghiên cứu ra được. Cuối cùng đứa con khí huyết suy kiệt mà chết, không bao lâu người phụ thân kia cũng qua đời. Như vậy loại bệnh này thật sự không thể chữa khỏi được sao? Triệu Thanh Thanh nghe được chuyện kỳ lại này, không nhịn được líu lưỡi, nàng biết đại sư phụ của Hạ Thiên là quỷ y Trương Minh Đà, hơn nữa y thuật tinh vi. Ngay cả hắn cũng bó tay toàn tập, như vậy đã cho thấy loại bệnh này rất lợi hại. Thanh Thanh nha đầu, người đã quên sư phụ của mình là ai à? Hạ Thiên nụ cười hì hì, ta chính là thần y đệ nhất thiên hạ, trên đời này căn bản không có bệnh nào ta không chữa khỏi được. Hơn 20 năm trước thì y thuật của đại sư phụ đã kém hơn ta rồi, nói chi là lúc còn trẻ. Tử Nhi đứng một bên nghe nói như thế, không khỏi có chút hy vọng nhìn Hạ Thiên. Nhóc con, ngươi đừng nhìn ta như vậy. Hạ Thiên khó chịu chừng nàng một cái, mặc dù trên đời này người có thể trị hết bệnh này chỉ có ta, nhưng mà ta cũng không có ý định cứu nữ nhân xấu xí kia. Cái dám, Đàm Thục Nhã lại nghe không nổi nữa, mắng Hạ Thiên, ta chỉ là bị bệnh quỷ hút máu bình thường mà thôi, tiêm máu định kỳ thì sẽ không sao nữa. Cái gì mà phí huyết chứng, cái gì mà nại Hà Phiên, đúng là nói hưu nói vượt. Tiếp đó Đàm Thục Nhã lại nhìn về phía Tử Nhi, nói Tử Nhi, ngươi đừng nghe hắn đang ly gián quan hệ mẹ con chúng ta. Ngươi đừng sợ, đợi thêm 1-2 ngày nữa thì Tiêu Tiên Sinh sẽ tới cứu chúng ta. Ngươi chẳng những ngu xuẩn mà còn xấu xa nữa. Triệu Thanh Thanh ôm sát Tử Nhi, không khỏi mắng, đến bây giờ mà ngươi còn suy nghĩ muốn lừa gạt Tử Nhi, thực sự là chết cũng không hết tội. Trả Tử Nhi cho ta, mau trả lại cho ta. Đang nói chuyện, Đàm Thục Nhã bỗng nhiên phát cuồng, cơ thể lập tức biến thành màu đỏ, thậm chí còn tản ra cả hơi nước màu đỏ. Loại hơi nước này có nhiệt độ siêu cao, lập tức thiêu đốt quần áo trên người nàng ta, dây thừng và ghế gỗ cũng cháy không còn gì. Sau khi được tự do, phản ứng đầu tiên của nàng ta chính là nhào về phía Tử Nhi. Chương 2239, ta không phải tiên nhân, hắn càng không phải. Triệu Thanh Thanh tiến lên chặn lại. Nhưng lại bị bỏng một chút bởi sức nóng, ngay sau đó lại trúng một cước của nữ nhân này nên lùi sang một bên, trong lòng cảm thấy không ổn, sao tự dưng nữ nhân này lại mạnh hơn gấp 10 lần vậy. Ngay lập tức nàng tỉnh ngộ, Tử Nhi có nguy hiểm, rồi sực nhớ ra có Hạ Thiên ở đây, lại thấy nhẹ lòng. Phanh! Hạ Thiên đá bay nữ nhân điên loạn này bằng một chân, đối phương bị khảm vào trong tường như một bức bích họa, không tài nào moi ra được. Sư phụ! Nàng ta bị sao vậy? Triệu Thanh Thanh khó hiểu hỏi. Nàng ta phát bệnh thôi. Hạ Thiên thuận miệng đáp. Triệu Thanh Thanh càng không hiểu, bình thường phát bệnh không phải sẽ trở nên rất yếu ớt à? Sao nàng ta lại mạnh hơn gấp 10 lần, hơn nữa phun hơi nước rất nóng, khiến cho người khác khó đến gần được. Đây là tác dụng phụ của phí huyết chứng. Hạ Thiên nói với giọng nhàn nhạt, bằng không sao lại có kẻ ngốc muốn lợi dụng căn bệnh này chứ? Cũng đúng. Triệu Thanh Thanh gật đầu, mặc dù căn bệnh kỳ lạ này có vẻ rất tra tấn người, nhưng nếu có tác dụng phụ là tăng cường sức mạnh, nhất định sẽ có người muốn thực hiện ý tưởng này. Đàm Thục Nhã giãy giụa liều mạng trên vách tường, nhiệt độ cơ thể vẫn tăng lên, hơi máu liên tục rỉ ra ngoài, trông rất thê thảm. Đại bại hoại, người có thể giúp nàng ta không? Tử Nhi không đành lòng, kéo tay Hạ Thiên, ít nhất để nàng ta sống yên ổn một chút, đừng thống khổ như vậy. Triệu Thanh Thanh ôm đầu Tử Nhi, cô bé này quá hiểu chuyện, nhưng cũng có chút quá lương thiện, thật sự khiến người ta cảm thấy xót xa. Các ngươi chờ đó, Tiêu Tiên Sinh sẽ không buông tha cho các ngươi, nhà họ Tiêu cũng sẽ không buông tha cho các ngươi. Đàm Thục Nhã hung dữ nhìn Hạ Thiên, ta có làm quỷ cũng sẽ không buông tha cho các ngươi. Tử Nhi, con bé khốn nạn, dám giúp người ngoài đối phó với mẹ ruột của mình, người cũng sẽ không được sống. Còn chưa kịp nói xong thì Đàm Thục Nhã đã bị Triệu Thanh Thanh thưởng cho một cái tát, làn da đối phương nóng đến mức khiến nàng không khỏi lắc lắc tay câm miệng cho ta. Đàm Thục Nhã há miệng phun ra một ngụm máu sương mù về phía Triệu Thanh Thanh, cũng may là Triệu Thanh Thanh đã có dự đoán trước nên dễ dàng tránh được.
máu bắn trên đất như là axit, mặt đất lập tức bị thủng lỗ chỗ. Sư phụ, chẳng lẽ nàng ta sắp chết rồi à? Triệu Thanh Thanh thật sự sợ nữ nhân này chịu không nổi, cơ thể nổ tung, không khỏi nhìn Hạ Thiên, nàng ta còn chưa giải thích gì cả. Đàm Thục Nhã gầm lên, các người đừng nghĩ có thể lấy được bất cứ thông tin gì từ ta sẽ không phản bội Tiêu tiên sinh, càng sẽ không phản bội tổ chức và nhà họ Tiêu. Vậy sao? Hạ Thiên cười hì hì, ngay sau đó lấy ngân châm ra, cắm hai châm lên đầu nữ nhân này, vậy thì tốt hơn hết, ngươi nên kiên trì chịu đựng, đừng hối hận. Hừ, có mánh khóe gì thì cứ dùng đi, xem ta có chịu khai ra hay không. Đàm Thục Nhã không hề khoác lác. Kể từ khi mắc phải căn bệnh quái lạ này, hầu như ngày nào nàng cũng sống trong địa ngục, phải chịu đựng cơn đau trong người, máu sôi trào từng chút một, điều này là nỗi đau khó tả và không thể chịu đựng được nhất trên đời. Nếu không phải sau này nàng gặp Tiêu tiên sinh, biết cách sử dụng máu của Tử Nhi để áp chế bệnh, chỉ sợ nàng đã chọn cách tự kết liễu bản thân từ lâu rồi. Sau khi trải qua rất nhiều lần bị tra tấn như địa ngục, nàng đã coi Tiêu tiên sinh là tín ngưỡng của mình, mọi thứ của nàng. Sự kiên trì cuối cùng của nàng, tuyệt đối không có thứ gì có thể khiến nàng phản bội Tiêu tiên sinh, cho dù là phí huyết chứng phát tác thì cũng không thể. Kết quả chưa đầy 3 giây thì Đàm Thục Nhã đã đổi ý, hét lên, tha cho ta đi, ta nói hết. Nhanh như vậy, Triệu Thanh Thanh sửng sốt, sư phụ, người đã làm gì nàng ta vậy? Hạ Thiên hơi khinh thường nói, không có gì, chỉ là sức chịu đựng mà nàng ta tích lũy bao năm đã bị ta xóa bỏ. Có thể nhìn được 3 giây cũng đã rất lợi hại rồi. Các ngươi muốn biết gì thì ta sẽ cho các ngươi biết. Đàm Thục Nhã hoàn toàn từ bỏ việc kháng cự, 3 giây vừa rồi cơ hồ khiến nàng hưởng thụ lại đợt phát bệnh đầu tiên, cái loại cảm giác đau đớn đến muốn chết kia dường như đã mở rộng ra gấp ngàn lần. Triệu Thanh Thanh cạn lời, nàng lắc đầu nói, sớm hợp tác như vậy không phải tốt hơn sao, cứ phải tự mình chuốc lấy phiền phức. Tuy nhiên, ta có một điều kiện. Đàm Thục Nhã ngừng lại một lúc, sau đó sửa lời, không, xem như là ta cầu xin đi. Ngươi có thể nói, nhưng ta có thể không đồng ý. Triệu Thanh Thanh thờ ơ nói. Đàm Thục Nhã nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên, chậm rãi nói, các ngươi không hiểu về nhà họ Tiêu, đó là một gia tộc vô cùng. Nàng nhất thời không thể nghĩ ra từ thích hợp để mô tả, mắc kẹt vài giây rồi mới tiếp tục, đó là một gia tộc giống như tiên nhân, khác hẳn với đám người bình thường chúng ta. Nếu như ta nói ra tất cả, hy vọng các ngươi có thể bảo vệ ta vẫn chưa muốn chết. Tiên nhân, Triệu Thanh Thanh sững sờ, lập tức nghĩ đến tu tiên giả, nhìn Hạ Thiên, sư phụ, nàng ta muốn nói đến tu tiên giả phải không? Hạ Thiên lắc đầu. Các ngươi không hiểu gì cả. Đàm Thục Nhã cảm thấy khó diễn đạt, các ngươi từng thấy người bay lượn trên bầu trời chưa? Các ngươi đã bao giờ thấy người có thể nổi lửa trong lòng bàn tay chưa? Các ngươi đã thấy. Những thứ này có gì ghê gớm đâu. Ta biết bay, tất cả những cô vợ của ta cũng biết bay. Lòng bàn tay nổi lửa chỉ là trò pháp thuật nho nhỏ của luyện khí kỳ. Hạ Thiên lại càng xem thường, hắn lập tức duỗi tay ra, linh khí băng hỏa trong người chạy vào lòng bàn tay, một ngọn lửa bùng lên, suýt chút nữa thiêu rụi cả nóc nhà. Đàm Thục Nhã lúng lúng sợ sệt nhìn Hạ Thiên, chẳng lẽ ngươi cũng là tiên nhân? Ta không phải là tiên nhân gì đó. Hạ Thiên uể oải ngáp dài, tên ngốc họ Tiêu kia càng không phải. Đàm Thục Nhã lập tức không biết phải nói gì. Đừng bận tâm tới mấy cái đó, tốt hơn hết là ngươi nên trung thực trả lời câu hỏi tiếp theo của ta đi. Triệu Thanh Thanh nhìn nữ nhân, cảnh cáo, đừng nghĩ dở trò quỷ gì, tên Tiêu Lăng Phong kia đã bị nổ thành tro, với sức mạnh của ngươi không thắng được ta đâu. Chương 2240, để ta tìm thiên hạ đệ nhất soái ca cho các ngươi xem. Tiếp theo, Đàm Thục Nhã thực sự rất hợp tác, nàng gần như biết gì nói đó các câu hỏi mà Triệu Thanh Thanh hỏi. Hạ Thiên nghe một hồi cảm thấy nhàm chán, không muốn tiếp tục ở trong phòng, lúc này chuông điện thoại vang lên, nghe máy xong cũng chỉ nói một câu, ta tới ngay, sau đó lóe người bước ra ngoài. Tử Nhi liếc nhìn Hạ Thiên, dè dặt muốn đi theo, nhưng vừa đi được hai bước thì nàng bỗng dừng lại, sau đó quay lại đứng bên cạnh Triệu Thanh Thanh. Nàng cũng rất muốn biết sốt cuộc người mẹ ruột của nàng còn có bao nhiêu chuyện cũ. Mặc dù hai người đã sống chung nhiều năm, nhưng hai người lại không biết nhiều về nhau, ít nhất là không nhiều như cả hai đã nghĩ. Để biết được thân thế của bản thân, nàng phải lắng nghe hết những thông tin trong lời nói của người mẹ này.
Người gọi Hạ Thiên là Thạch Thuần, nàng đã quay lại Giang Hải một thời gian, nhưng vài ngày trước Y Tiểu Âm, Lam Y Nhân, Ninh Nhụy Nhụy và Tô Bối Bối đều tìm lý do rời khỏi Giang Hải, để nàng một mình ở đây, thực sự rất nhàm chán. Thế là nàng dứt khoát buông thả bản thân, hẹn hai người bạn thân chạy đến kinh thành giải sầu. Đáng tiếc, sau khi ba cô nương ngốc nghếch vừa xuống máy bay không bao lâu thì đã bỏ quên hành lý trên taxi, lúc này, ba thiếu nữ ngồi xổm bên đường, sáu mắt ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thở dài thườn thượt. Thuần Thuần à, ngươi bất cẩn quá rồi, ngay cả hành lý mà cũng quên. Thiếu nữ mặt tròn buộc tóc đuôi ngựa bất mãn trách mắng, đây là lần thứ mấy rồi hả? Sau này ta không dám đi chơi với ngươi nữa. Thạch Thuần cảm thấy rất có lỗi, cho nên giọng điệu của nàng mang theo sự áy náy, ta không phải cố ý, muốn trách thì trách khỉ bùn, chính sự cằn nhằn của nàng ta khiến não ta sôi sùng sục. Thiếu nữ cao gầy đứng bên cạnh không vui nói, tên ngốc chết tiệt này, ngươi còn gọi ta là khỉ bùn nữa thì coi chừng ta sẽ trở mặt thật đó. Không phải ngươi cũng gọi ta là tên ngốc chết tiệt còn gì. Thạch Thuần vặn lại, trở mặt thì trở mặt, không thích thì đánh một trận. Thiếu nữ cao gầy ngẩn người, sau đó lập tức đầu hàng, thôi bỏ đi, ngươi còn mạnh hơn cả học sinh thể dục trong trường, muốn ta đánh nhau với ngươi, xin lỗi, ta còn chưa sống đủ đâu. Cả hai đừng đấu võ mồm nữa, nhanh chóng nghĩ cách giải quyết đi. Thiếu nữ mặt tròn thật sự bó tay hai cô bạn thân này, vội vàng nói, điện thoại ta bị sập nguồn rồi, còn cáp sạc thì đang ở trong ba lô. À, ta có một người bạn qua mạng khá thân ở kinh thành, hay là ta nhờ hắn đến đón chúng ta nhé? Hai mắt thiếu nữ cao gầy sáng lên, phấn khích nói, hắn đẹp trai lắm, có vẻ còn là phú nhị đại đấy. Soái ca, thiếu nữ mặt tròn ngay lập tức hét lên vì phấn khích, đẹp trai đến cỡ nào, có đẹp trai như Khôn Khôn nhà ta không? Có ảnh không? Có chứ, để ta tìm. Thiếu nữ cao gầy nhìn phần trăm pin rồi mở bộ siêu tập ảnh ra, ở trên in, chúng ta theo dõi nhau. Nhưng ở đây không có tín hiệu, chờ ta lật xem thư viện ảnh, hình như ta lưu được hai tấm. Khôn Khôn nhà ngươi đẹp trai cái rắm ấy. Thạch Thuần không khỏi trợn mắt một cái, ẻo là nhu nhược, vừa nhìn là biết thận hư, chơi game còn gà. Thiếu nữ mặt tròn không thích nghe những lời này, nàng trừng mắt nhìn Thạch Thuần. Phản bác, ngươi biết Khôn Khôn nhà ta cố gắng cỡ nào không mà chửi bới hắn như vậy chứ? Hắn biết rap, biết hát, biết nhảy, biết chơi bóng rổ, biết viết nhạc. Một soái ca đa tài đa nghệ như vậy chính là trăm năm khó gặp. Thạch Thuần châm chọc, trăm năm khó gặp chính là hồng thủy mãnh thú. Tìm được rồi, thiếu nữ cao gầy hô một tiếng, sau đó đưa điện thoại cho thiếu nữ mặt tròn và Thạch Thuần xem. Trong ảnh là một nam nhân trẻ tuổi có mái tóc dài bồng bềnh. Mặt mày nhu hòa, có cảm giác giống như các tiểu thịt tươi hiện nay, áo sơ mi trắng hơi hở lộ ra cơ bụng tám múi, cộng thêm đôi mắt mờ ảo, thật sự có chút ra dáng ra hình. Quá đẹp trai, thiếu nữ mặt tròn lập tức hét lên, Nini, hắn là ai vậy? Lập tức chia sẻ thông tin của hắn cho ta biết đi. Thạch Thuần liếc nhìn một cái, không cảm thấy được gì, nhìn cũng tầm thường mà, với lại còn hơi óng hẹo. Ngươi im đi. Thiếu nữ cao gầy không chịu được lời bình luận của Thạch Thuần, người chính là thẳng nữ, cái này người ta gọi là tiểu nãi cẩu, ỏng với chả ẹo cái gì, thuật ngữ này đã cũ lắm rồi. Thiếu nữ mặt tròn lập tức dục, vậy ngươi mau liên lạc với hắn đi. Được, bây giờ ta sẽ gọi cho hắn, thiếu nữ cao gầy nói với giọng điệu khoe khoang. Kết quả là bấm số nhiều lần lại không có ai trả lời. Thiếu nữ cao gầy không bỏ cuộc, nàng tiếp tục gửi tin nhắn trên WeChat. Thậm chí cả tin nhắn riêng trên một ít mạng xã hội khác nhưng vẫn không có hồi đáp. Thôi bỏ đi, tốt hơn là đừng mơ mộng về việc tới gần các soái ca phú nhị đại như vậy nữa. Thạch Thuần nhìn dáng vẻ ủ rũ của hai người bạn, chợt nghĩ ra một ý tưởng, nàng nhướng mày, cười nói, để ta tìm thiên hạ đệ nhất soái ca cho các ngươi xem. Thiên hạ đệ nhất soái ca, mỹ nữ, người đang nói tới ta à? Cách đó không xa có một giọng nói đầy mùi dầu mỡ của nam nhân vang lên. Giọng điệu đáng ghét không thể tả. Chương 2241, Nhuận ca. Cách Thạch Thuần và hai cô bạn không xa có một chiếc xe thể thao màu hồng khá nổi đang đậu, trong xe có một nam một nữ, người vừa nói chuyện là nam nhân mập mạp đang ngồi ở ghế lái. Thật ra các đường nét trên khuôn mặt của người này không tệ, mặt chữ điền mắt to mày rậm, nếu như có thể giảm cân, thực sự cũng được coi như là một soái ca.
Nữ nhân thì ăn mặc rất thời thượng, nhưng trên đầu lại đội mũ, trên mặt đeo kính râm nên không thể nhìn rõ khuôn mặt ra sao. Thạch Thuần nhàn nhạt liếc nhìn nam nhân mập mạp, nếu là bình thường thì có thể nàng sẽ có hứng thú đùa nghịch một chút với đối phương, thế nhưng hiện tại tâm trạng của nàng đang bực bội, không rảnh nói chuyện với hắn. Hai thiếu nữ còn lại đều rất xinh đẹp nên hoàn toàn không có chút hứng thú nào với loại người mập ngoài mức tiêu chuẩn này. Ba vị mỹ nữ, đừng làm lơ ta như vậy chứ. Tên mập mặt chữ điền không có chút tự giác nào, mở cửa xe bước đến trước mặt ba người Thạch Thuần, các người muốn đi đâu, ta sẽ đích thân đưa các người đến đó, thế nào? Thiếu nữ mặt tròn và thiếu nữ cao gầy nghe vậy lại có chút động lòng, dù sao thì các nàng đã đứng ở đây một hồi lâu, hơn nữa trời cũng rất nắng. Chỉ là hai người các nàng không làm chủ được, vô thức đưa mắt nhìn về phía Thạch Thuần đang đứng gọi điện thoại bên cạnh. Nam nhân mập mạp mặt chữ điền lập tức biết thiếu nữ xinh đẹp nhất trong ba người chính là người làm chủ, vì vậy hắn nhẹ nhàng nói với Thạch Thuần, vị tiểu tỷ tỷ này xin yên tâm, ta tên là Viên Nhuận, là người sáng tác nhạc, trên Weibo cũng có hơn mấy chục vạn người hâm mộ. Các ngươi có thể gọi ta là Nhuận ca, ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì xấu với các ngươi đâu. Tên mập mạp này vừa mở miệng ra là nói chuyện rất lưu loát, cũng không biết trong lời nói của hắn có mấy phần là thật. Có điều không biết vì sao về phương diện tương tác thì người béo vẫn luôn được cộng điểm thêm, khiến cho người ta vô thức hạ thấp sự đề phòng. À, ngươi chính là nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng Nhuận ca. Thiếu nữ mặt tròn bất ngờ hét lên một tiếng, phấn khích nói, ta biết ngươi, Khôn Khôn nhà ta đã từng hát bài hát của ngươi trong chương trình Thần Tượng Vương Trung Vương ở vòng thăng cấp. Viên mập mạp cười híp mắt, chỉ vào thiếu nữ mặt tròn, a, ngươi là fan của Tiểu Khôn à. Vậy thì tốt quá, đúng lúc tối nay ta có hẹn ăn cơm với Tiểu Khôn, các ngươi có thể đi cùng ta. Thật sao, vậy thì tốt quá rồi. Thiếu nữ mặt tròn phấn khích vỗ tay, sau đó nói với thiếu nữ cao gầy và Thạch Thuần, Nini, Tiểu Thuần, chúng ta lên xe của Nhuận ca đi. Thiếu nữ cao gầy vẫn có chút cảnh giác, kéo ống tay áo thiếu nữ mặt tròn, tốt gì mà tốt. Mẹ ngươi không dạy ngươi đừng tùy tiện đi với người xa lạ à? Nhuận ca không phải là người xa lạ, hắn rất nổi tiếng trong giới. Hơn nữa hắn còn biết Khôn Khôn nhà ta, chắc chắn không phải là người xấu. Thiếu nữ mặt tròn cảm thấy bạn của mình quá cẩn thận rồi, không cho là đúng, với lại trên thế giới này đâu có nhiều người xấu như vậy, hơn nữa chúng ta còn đen đến mức gặp phải luôn sao? Ta cảm thấy tốt hơn hết là nên cẩn thận, thiếu nữ cao gầy lắc đầu. Hay là hỏi ý kiến của Thuần Thuần xem, không phải nàng đang gọi điện thoại bảo người đến đón chúng ta sao? Nàng không thể nào đồng ý với thiếu nữ mặt tròn, rõ ràng đây mới là lần đầu gặp, chẳng lẽ cứ nổi tiếng thì không phải là người xa lạ? Thiếu nữ mặt tròn nóng lòng muốn được gặp thần tượng của mình, không kìm được mà nói với Thạch Thuần đang gọi điện thoại, Thuần Thuần, ngươi gọi được chưa? Ta thấy hay là thôi đi, tín hiệu ở đây khi có khi không. Cho dù ngươi gọi được thì bạn của ngươi chạy tới đây cũng tối rồi. Còn không bằng ngồi xe Nhuận ca vào thành phố rồi tính sau, đến lúc đó cũng dễ tìm bạn của ngươi, đúng không? Thạch Thuần vẫn chưa gọi được cho Hạ Thiên, tâm trạng lập tức có chút không tốt. Tín hiệu ở cái nơi chết tiệt này thật sự làm cho người ta không biết nói gì, lúc thì đầy vạch, lúc thì không có vạch nào, bây giờ đã là thời đại nào rồi, sao còn có thể xảy ra chuyện này chứ? Tín hiệu ở nơi này luôn luôn không tốt, người sốt ruột cũng vô ích. Viên mập mạp cười ha ha nói với Thạch Thuần, ta vẫn đề nghị như cũ, các người muốn đi đâu thì lên xe, ta sẽ đưa các người đến đó. Lên xe rồi, hẳn là người muốn đi đâu thì phải đi đến đó thì có. Thạch Thuần thuận miệng trả lời một câu. Viên mập mạp thở dài, có chút chân tình nói, mặc dù có câu khi con gái ra ngoài cần phải cẩn thận một chút, nhưng mà cũng không cần thiết trông gà hóa quốc. Ta thật sự là người tốt, chiếc xe này của ta cũng hơn mấy trăm vạn, như vậy ta có cần phải làm chuyện gì xấu không? Lái siêu xe thì liên quan gì đến phẩm chất của ngươi? Thạch Thuần học giọng điệu của Hạ Thiên, cười hì hì nói, trong lòng ngươi chắc chắn đang suy nghĩ, nhẫn nhịn một chút, lừa được ba con nhỏ ngốc này lên xe rồi nói sau, đến lúc đó muốn chơi thế nào thì chơi, đúng không? Ngươi nói hưu nói vượn gì đó? Viên mập mạp nổi giận vì bị người khác nhìn thấu, đúng là có lòng tốt mà bị xem như lòng lang dạ thú, các ngươi muốn đợi ở đây đến tối thì tùy các ngươi, thật sự coi ta rảnh đến mức không có chuyện gì làm à. Thấy viên mập mạp nói như vậy,
thiếu nữ mặt tròn và thiếu nữ cao gầy đã bắt đầu tin tưởng hắn. Thuần Thuần, ta thấy hắn cũng không giống kẻ xấu, hơn nữa chẳng phải còn có người khác trên xe sao? Thiếu nữ cao gầy chỉ vào nữ nhân đeo kính râm ở bên trong xe thể thao màu hồng. Thiếu nữ mặt tròn gật đầu, đúng vậy, còn có một đại tỷ tỷ nữa, hắn sẽ không làm gì chúng ta đâu. Thạch Thuần còn đang muốn nói gì đó thì điện thoại đột nhiên bắt sóng, cuối cùng cũng gọi điện thoại được, các ngươi đừng làm phiền, ta gọi điện thoại đã. Chương 2242. Giới thiệu với các ngươi một người. Ngươi tên là Thuần Thuần phải không? Viên mập mạp chậm rãi bước tới bên cạnh Thạch Thuần, nở một nụ cười tự cho là hiền hòa, cho dù bạn của ngươi nhận được điện thoại, lái xe tới cũng phải mất mấy giờ, cần gì phải lãng phí thời gian chứ? Ta đưa các ngươi đi là được rồi. Ngươi nói sai rồi, Thạch Thuần liếc nhìn tên mập mạp này rồi cười nói, chỉ cần hắn nhận điện thoại, muốn đi tới đây cũng chỉ là chuyện trong vài phút, sẽ không mất nhiều thời gian. Viên mập mạp cười khẩy, không khỏi trêu đùa một câu, vị mỹ nữ này, trừ phi bạn của ngươi là siêu nhân, không thì dù có lái máy bay từ thành phố đến đây cũng không thể vài phút là tới. Lúc này Thạch Thuần nói vào điện thoại, anh rể, ngươi nghe thấy không? Có người đang khinh thường ngươi đấy. Hắn nói tốc độ của ngươi quá chậm, còn không bằng cả máy bay. Trong điện thoại vang lên một giọng nói, ta sẽ đến ngay. Sau đó cúp máy. Bạn của ngươi, rất biết nói đùa, viên mập mạp không nhìn được lắc đầu, vừa cười vừa nói, không hỏi địa chỉ mà nói sẽ đến ngay lập tức, rõ ràng là đang gạt ngươi. Thạch Thuần trả lời, hắn không cần địa chỉ cũng có thể tìm thấy ta. Ồ, nói như vậy thì bạn của ngươi thật sự là siêu nhân. Viên mập mạp nói câu này có vẻ như đang đùa giỡn. Hắn không phải là siêu nhân, bởi vì danh hiệu siêu nhân này hoàn toàn không xứng với hắn. Thạch Thuần cười hì hì nói, hơn nữa ta không báo địa chỉ thì chẳng lẽ không thể gửi định vị sao? Ta nói này tên mập chết bầm, có phải đầu óc ngươi ít nếp nhăn lắm đúng không? Ngươi gọi ta là gì? Viên mập mạp trừng mắt, hơi bất mãn nói, mỹ nữ, ta có ý tốt muốn cho các ngươi đi chung một đoạn đường. Người nói như vậy là có chút quá đáng rồi. Thạch Thuần vừa gọi được cho Hạ Thiên, bây giờ tâm trạng của nàng đã tốt hơn nhiều, không nhịn được muốn đùa giỡn tên mập mạp này một trận, người cảm thấy từ chết bầm này không tốt, hay cảm thấy hai chữ mập mạp này đả thương người. Thiếu nữ mặt tròn cảm thấy Thạch Thuần nói như vậy không lễ phép, nhỏ giọng nhắc nhở, Thuần Thuần, chú ý giọng điệu của ngươi chút đi, hắn là người nổi tiếng đó. Người nổi tiếng thì sao, chỉ là một cái tên mà thôi. Thạch Thuần phản bác, hơn nữa, ngay từ đầu tên mập này đã không có lòng tốt gì. Nếu chúng ta lên xe, đến lúc đó lái đến đâu còn không phải do hắn quyết định sao? Tới lúc đó ba chúng ta chỉ là nữ nhân chân yếu tay mềm, gọi trời trời không thấu, gọi đất đất không thưa, chắc chắn phải chịu thua thiệt. Mỹ nữ, ngươi càng nói càng quá đáng rồi. Viên mập mạp quát mắng với lời lẽ chính nghĩa, ngươi cho rằng viên nhuận ta là ai? Sao ta có thể làm ra chuyện như vậy chứ? Thạch Thuần chỉ tay về phía trước, vậy cảm phiền ngươi lăn nhanh chút, đừng tới làm phiền ta. Đúng là không thể nói lý. Viên mập mạp hừ lạnh một tiếng rồi quay trở lại xe, đáng tiếc hắn bị Thạch Thuần ngăn lại. Viên mập mạp sững sờ, hắn trừng mắt nhìn Thạch Thuần, ngươi có ý gì? Ta nói là ngươi lăn đi chứ không nói để cho ngươi ngồi xe đi. Dáng vẻ cười hì hì của Thạch Thuần thật sự là có vài phần giống với Hạ Thiên, ta sẽ trưng dụng xe này, người tự lăn về là được rồi. Thiếu nữ mặt tròn và thiếu nữ cao gầy sợ hết hồn, tình huống gì đây, Thạch Thuần muốn cướp xe của người ta sao? Ngươi, viên mập mạp tức giận đến mức không biết nên nói cái gì, mặt đỏ như gan heo, hơn nửa phút sau mới bộc phát, mau tránh ra cho ta, có tin ta đánh ngươi không hả? Bang! Vừa nói xong lời này, viên mập mạp thật sự lăn ra ngoài, hơn nữa một lần lăn xa mấy chục mét, cuối cùng không biết hắn lăn vào trong bụi cỏ nào, không thấy đâu. Hắn lăn chưa đủ mượt gì nha, Thạch Thuần lấy tay che chán, nhìn tên mập mạp kia càng lăn càng xa, lắc đầu phê bình một câu, anh rể, tay nghề của ngươi trở nên kém hơn rồi. Thiếu nữ mặt tròn ngẩn người, ngó nhìn bốn phía rồi lại nhìn Thạch Thuần hỏi, Thuần Thuần, ngươi đang nói chuyện với ai vậy? Nói chuyện với anh rể của ta, Thạch Thuần cười hì hì nói, chính là vị thiên hạ đệ nhất soái ca kia. Ở đâu, thiếu nữ cao gầy cũng không nhìn được mà nhìn xung quanh, tại sao ta lại không nhìn thấy gì?
Thạch Thuần cũng không nhìn thấy bóng dáng của Hạ Thiên, nhưng nàng biết vừa rồi chắc chắn là do Hạ Thiên ra tay, nàng không khỏi hét lên, anh rể, đến cũng đến rồi, còn không bước ra đi. Muốn chơi trốn tìm với ta à? Quỷ mới có hứng thú chơi trốn tìm với ngươi. Một giọng nói lười biếng vang lên giữa không trung, sau đó Hạ Thiên xuất hiện trước mắt Thạch Thuần, ngươi gọi điện thoại cho ta là vì muốn ta tới nơi này đánh tên mập mạp ngu ngốc kia sao? Tất nhiên là không phải rồi. Vừa nhìn thấy Hạ Thiên, Thạch Thuần có chút kích động chạy tới ôm hắn, nhưng nàng lại sợ Hạ Thiên sàm sỡ mình nên vội vàng buông ra, vừa nhìn đã biết tên mập kia yếu nhất, một đấm của ta cũng có thể giải quyết được hắn. Hạ Thiên có chút bất mãn nói, vậy ngươi gọi ta tới đây làm gì? Này anh rể, ngươi có thể vui vẻ hơn chút không? Thạch Thuần càng thêm bất mãn, ta là em vợ của ngươi, cũng là vợ nhỏ tương lai. Ta xinh đẹp đáng yêu như vậy, xa xôi ngàn dặm đến tìm ngươi chơi, chẳng lẽ ngươi không nên đến sân bay đón ta một cách long trọng sao? Hạ Thiên bĩu môi, ngươi cũng không nói cho ta biết là ngươi sẽ đến kinh thành, sao ta đón ngươi được? Chẳng phải hiện tại ngươi đã biết rồi sao? Thạch Thuần ôm lấy cánh tay của Hạ Thiên rồi vẫy vẫy tay với hai người bạn, Nini, Tiểu Viên tới đây, giới thiệu với các ngươi, đây là anh rể của ta, Hạ Thiên, chính là thiên hạ đệ nhất soái ca trong truyền thuyết. Thiếu nữ mặt tròn và thiếu nữ cao gầy không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Người này nhìn bình thường không có gì đặc biệt, ở thời đại bây giờ cũng không tính là đẹp trai, làm thế nào lại là thiên hạ đệ nhất soái ca chứ? Chương 2243. Trên xe không phải là người. Cái này, thiếu nữ mặt tròn khó nén vẻ thất vọng, nhưng mặt ngoài vẫn cố gắng giữ lễ phép, hơi gật đầu, ta tên là Phương Viên, là bạn học của Thuần Thuần. Ta tên là Hậu Ni Tử Di, bạn học từ sơ trung trung học cơ sở của Thuần Thuần, chúng ta là bạn thân tốt nhất. Thiếu nữ cao gầy bình tĩnh, rất hào phóng đưa tay ra chào hỏi Hạ Thiên, Thuần Thuần thường xuyên khen ngươi với chúng ta đó. Hạ Thiên không quen bắt tay với người khác, chỉ nhìn cô gái này bằng ánh mắt kỳ lạ. À, ngươi cảm thấy tên của ta kỳ quặc phải không? Hậu Ni Tử Di rất tự nhiên mà thu tay về, cười giải thích, ta họ Hậu, khi chào đời thì cha ta muốn gọi ta là Ni Ni, mẹ ta lại muốn gọi ta là Tử Di, sau khi hai người đánh một trận thì thống nhất gọi ta là Hậu Ni Tử Di. Nếu không quen thì ngươi gọi ta là Hậu Ni hoặc là Tử Di đều được. Anh rể, chẳng lẽ ngươi vừa ý Ni Ni? Cái này không được, nàng đã có bạn trai rồi. Thạch Thuần biết người anh rể này là đồ háo sắc, nhưng mà không cho rằng Hạ Thiên sẽ thấy hứng thú với Hậu Ni Tử Di, dù sao nàng ta còn không xinh đẹp bằng mình, chẳng qua thấy ánh mắt của Hạ Thiên có chút khác thường nên nàng không khỏi lên tiếng giải vây. Nàng còn không xinh đẹp bằng ngươi, ta còn không có hứng thú với ngươi huống chi là nàng. Hạ Thiên thuận miệng nói. Câu này làm cho Hậu Ni Tử Di và Thạch Thuần không khỏi có chút xấu hổ. Anh rể à, câu nói này của ngươi thật là trái lương tâm. Thạch Thuần trợn mắt nhìn Hạ Thiên, trước đó, ngươi cũng không nói như vậy, còn nữa, lúc trước ngươi còn nói mình không có hứng thú với Thanh Thanh tỷ, bây giờ không phải là ở lì tại đế kinh quậy với nàng ấy mỗi ngày sao? Chờ khi nào dáng dấp của ngươi xinh đẹp hơn rồi nói sau. Hạ Thiên từ chối cho ý kiến. Phương Viên và Hậu Ni Tử Di liếc nhau lần nữa, ngày càng mờ mịt về mối quan hệ giữa Thạch Thuần và vị anh rể thần kỳ của nàng. Được rồi, không nói mấy cái này nữa. Thạch Thuần buông tay Hạ Thiên ra, chỉ lên bầu trời, sắc trời không còn sớm. Anh rể, chúng ta vẫn nên tới khách sạn nghỉ ngơi sớm một chút, ta hơi thấm mệt rồi. Cuối cùng cũng nói đến vấn đề chính. Hậu Ni Tử Di thả lỏng một hơi. Sau đó bổ sung một câu, tới khách sạn rồi còn phải tìm công ty của xe taxi kia để khiếu nại. Đúng, Phương Viên lập tức phụ họa, những chuyện xui xẻo hôm nay đều là do tay tài xế xe taxi kia gây ra. Chúng ta đi thôi, ở đây càu nhàu có ích gì chứ? Thật ra Thạch Thuần muốn nói chuyện hôm nay hoàn toàn là do sự ngốc nghếch của ba người các nàng mà ra, nhưng mà nhìn tình hình này thì không cần nói ra vẫn tốt hơn. Phương Viên nhìn ven đường. Hỏi Thạch Thuần, Thuần Thuần, anh rể ngươi đậu xe ở đâu? Xe gì? Thạch Thuần lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Chẳng lẽ hắn không lái xe tới đây sao? Hai mắt Phương Viên trừng to, vẻ mặt kinh ngạc. Thạch Thuần hỏi ngược một câu, từ khi ta cúp điện thoại đến bây giờ chưa tới 5 phút, lái xe có thể tới nhanh vậy sao? Vậy hắn tới đây bằng cái gì? Trên mặt Hậu Ni Tử Di cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ.
Hạ Thiên lười biếng nói, đương nhiên là đi bộ tới. Đi, đi bộ, rõ ràng là Phương Viên và Hậu Ni Tử Di không hiểu được cách đi bộ của Hạ Thiên, chỉ là theo bản năng cho rằng có thể lúc đó Hạ Thiên đang ở gần đây. Như vậy có một vấn đề, làm sao chúng ta tới được khách sạn đây? Thạch Thuần chỉ vào chiếc xe thể thao màu hồng đậu ven đường, nói ta đã nói chiếc xe này được ta trưng dụng, vừa rồi các ngươi không nghe thấy sao? Thuần Thuần, ngươi nói đùa phải không? Phương Viên sợ hết hồn, xích lại gần Thạch Thuần nhỏ giọng nói, đây không phải là chiếc xe của tên mập kia sao? Đánh người đã không tốt rồi, cướp xe chính là phạm pháp, ngươi muốn ngồi tù à? Ai cướp xe? Thạch Thuần làm ra dáng vẻ cũng bị sợ hết hồn, ta chỉ trưng dụng chiếc xe này thôi, dùng xong trả lại là được mà. Có cách trưng dụng nào giống như ngươi sao? Hậu Ni Tử Di tức giận đánh Thạch Thuần, hơn nữa trên xe còn có người đấy. Lúc này Hạ Thiên xen vào một câu, trên xe không phải là người. Không phải là người, chẳng lẽ là quỷ? Phương Viên hoảng sợ lùi lại mấy bước, ôm chặt Hậu Ni Tử Di. Thạch Thuần có chút cạn lời nhìn hai người bạn thân. Nàng tiến lên gỡ mũ và kính râm của nữ nhân ngồi ghế phụ, phát hiện thật sự không phải là người, mà là một mô hình. Tên mập kia thật biến thái. Khi Hậu Ni Tử Di trở lại bình thường, nàng không nhịn được mắng, làm một con rối nữ ngồi kế bên, nếu như đi ra ngoài vào buổi tối, không hù chết người mới lạ. Phương Viên cũng cảm thấy có chút ghê tởm, nghĩ thầm không lẽ tên mập mạp kia thật sự là một tên biến thái, may mà vừa rồi cả ba không có lên xe. Không phải mới vừa rồi các ngươi còn nói hắn không phải là người xấu sao? Thạch Thuần không nhịn được cười ôm bụng lại nói tiếp, còn nói hắn là người nổi tiếng gì đó, chắc chắn sẽ không hại chúng ta nha. Phương Viên có chút không phục nói, đó chỉ là một con rối mà thôi, sao có thể cho thấy hắn là người xấu chứ? Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Hậu Ni Tử Di thấy hai người định ầm ĩ thì không nhịn được chuyển chủ đề nói. Vấn đề hiện tại là trong các ngươi ai có bằng lái, ai biết lái xe không? Thạch Thuần đảo mắt một vòng, nhấc tay nói, ta không có, ta không biết, ta là ma mới. Ta cũng không có, Phương Viên lắc đầu. Hậu Ni Tử Di sờ chán, sau đó chỉ vào Hạ Thiên vẫn luôn im lặng không nói lời nào, nói với Thạch Thuần, Thuần Thuần, ngươi hỏi anh rể của ngươi có bằng lái không? Không cần hỏi, chắc chắn không có. Thạch Thuần cười hì hì nói. Hạ Thiên gật đầu, ta không có bằng lái, cũng không cần bằng lái. Chương 2244, bị hiểu lầm. Không có bằng lái thì không tốt lắm đâu, sẽ vi phạm quy tắc giao thông. Hậu Ni Tử Di cảm thấy điều này trái với những kiến thức mà nàng được học từ trước đến nay, có chút khó chấp nhận được, nhưng nếu như không bị bắt thì chắc là không sao. Ngươi hiểu sai rồi, anh rể của ta không cần xe. Thạch Thuần nhìn Hậu Ni Tử Di đấu tranh tư tưởng. Không khỏi nở nụ cười, ngươi cũng đừng lo về việc này, cứ lên xe trước đi. Phương Viên và Hậu Ni Tử Di vẫn quyết định nghe theo Thạch Thuần, cùng nhau bước lên chiếc xe thể thao màu hồng nhạt kia, sau đó ngơ ngác nhìn Thạch Thuần, đôi mắt của hai người này đang hỏi rằng bước tiếp theo đâu. Anh rể, kế tiếp phải nhờ ngươi rồi. Thạch Thuần không lo lắng chút nào, nàng cười nói với Hạ Thiên, đừng để ta mất mặt trước bản thân nha, vừa rồi ta đã gửi địa chỉ khách sạn cho ngươi. Hạ Thiên bĩu môi, biết nhà đầu này muốn bày trò gì đó, nhưng mà không vấn đề gì, dù sao hắn cũng không tốn bao nhiêu sức lực. Thuần Thuần, người định làm gì vậy? Hậu Ni Tử Di tương đối mơ màng với chuyện sắp xảy ra, nhưng vô thức cảm thấy có gì đó không thích hợp. Trên mặt Phương Viên tràn đầy hoảng sợ, bởi vì nàng thấy anh rể của Thạch Thuần đi ra đằng sau xe. Đừng hỏi, cứ ngồi vững là được. Khuôn mặt Thạch Thuần tràn đầy sự hưng phấn, nếu như sợ thì ngươi nhắm mắt lại đi. Bá! Một tiếng gào thét vang lên, xe thể thao màu hồng lao về phía trước nhanh như một tia chớp. Chưa đến nửa phút thì xe đã dừng lại trước một khách sạn bình thường, cũng may lúc này khách sạn không có ai, bằng không phỏng chừng sẽ hù chết một đám người ngay tại chỗ. Tới rồi, Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, nói với Thạch Thuần. Lần sau lại bảo ta làm loại chuyện này nữa thì coi chừng ta đánh mông ngươi. Anh rể tốt nhất, Thạch Thuần nhảy xuống xe ôm cổ Hạ Thiên, sau đó hôn một cái lên mặt hắn, đây là khen thưởng cho ngươi, chờ ta chơi thêm mấy năm nữa thì chắc chắn sẽ làm vợ nhỏ ngoan nhất của ngươi. Đừng chiếm tiện nghi của ta, Hạ Thiên lau nước bọt trên mặt, ngay cả việc ngươi có thể làm vợ nhỏ của ta hay không cũng rất khó nói trước được. Không thèm để ý tới ngươi nữa.
Thạch Thuần nhăn mũi rồi hừ nhẹ một tiếng, sau đó nói với hai người bạn thân đang ở trạng thái si ngốc trong xe, đến khách sạn rồi, các ngươi còn chờ cái gì nữa? Hậu Ni Tử Di từ từ xoay cổ lại như người máy, hiện tại, hắn còn chưa hoàn hồn lại, Thuần Thuần, ngươi thành thật nói cho ta, vừa rồi chúng ta tới đây bằng cách nào? Lái xe tới nha, Thạch Thuần giơ tay vỗ vào mặt của Hậu Ni Tử Di, sao ngươi lại biến thành kẻ ngốc rồi? Phương Viên hỏi tiếp, người lái xe. Anh rể của ta, hắn còn đang đứng ở đó kia kìa. Thạch Thuần tỏ vẻ nghiêm túc hỏi, thế nào, có phải tốc độ của xe quá nhanh làm các ngươi choáng váng? Ngươi mới choáng váng đó. Hậu Ni Tử Di trừng Thạch Thuần, anh rể ngươi là thần tiên hay yêu quái thế, đẩy xe chạy còn nhanh hơn cả xe thể thao. Phương Viên không rõ bản thân đang sợ hãi hay là kinh ngạc, lúc này chỉ biết ngơ ngác nhìn Thạch Thuần. Thạch Thuần lắc đầu thở dài, các ngươi xuất hiện ảo giác cả rồi, rõ ràng là anh rể của ta lái xe tới. Trên thế giới này làm gì có ai đẩy xe chạy được? Chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng anh rể của ta là siêu nhân à? Hóa ra là vậy, Phương Viên vô thức gật đầu. Hậu Ni Tử Di cũng nảy sinh nghi ngờ, chẳng lẽ chuyện vừa rồi thật sự chỉ là ảo giác? Đừng ngẩn người nữa, chúng ta mau đi xử lý thủ tục đăng ký phòng đi. Thạch Thuần tùy tiện giải thích hai câu, không để ý hai cô bạn thân có tiếp nhận hay không, nhanh chóng thúc giục, người ta toàn là mồ hôi, ta muốn đi tắm. Nghe vậy, hai cô gái đều cảm thấy toàn thân đầy cho bụi, nóng lòng muốn đi tắm rửa. Hạ Thiên đi theo Thạch Thuần, trong lòng đang suy nghĩ có nên trở về tìm Triệu Thanh Thanh hay không, nhưng nghĩ tới nghĩ lui chắc nàng ấy còn đang hỏi cung nữ nhân xấu xí kia, hắn trở về cũng không có gì làm, không bằng đi theo Thạch Thuần. Mặc dù tiểu nha đầu này thường xuyên bày trò để tìm chút niềm vui cho hắn. Vừa đi vào khách sạn không bao lâu, lúc Thạch Thuần và hai cô bạn xử lý thủ tục đăng ký phòng thì bỗng nhiên có người thò đầu ra đánh giá các nàng, ánh mắt khá là bất thiện. Thuần Thuần, có cần thuê một phòng cho anh rể ngươi không? Hậu Ni Tử Di nhìn Hạ Thiên, nhỏ giọng hỏi Thạch Thuần. Thạch Thuần thuận miệng nói, không cần quan tâm hắn, cho dù có chuyện gì thì tự hắn cũng giải quyết được. À, vậy được rồi. Hậu Ni Tử Di gật đầu. Người kia nhìn chằm chằm ba người Thạch Thuần một lúc lâu, đợi các nàng làm xong thủ tục thì bỗng dưng vọt tới, giơ tay muốn tát vào mặt Thạch Thuần. Tiện nhân, quả nhiên là ngươi. Thạch Thuần bước đi rất nhanh, động tác của người kia lại chậm một bước nên đánh thụt. Hậu Ni Tử Di bất ngờ bị tát đến choáng váng, không kịp đề phòng. Người nọ ngẩn người, tiếp đó đâm lao phải theo lao. Vươn tay tóm chặt cánh tay của Hậu Ni Tử Di, mở miệng mắng, vốn dĩ ta còn tưởng rằng là người khác nói đùa, không ngờ ngươi thật sự tới mướn phòng với nam nhân khác. Nói xong lại chỉ vào Hạ Thiên, tiểu tử, ngươi có ngon thì đừng đi, dám quyến rũ vợ của ta, hôm nay ta không gọi người đánh chết ngươi thì ta không phải họ Chu. Chương 2245, hình như có người bay. Người này mặt mũi thuộc dạng phổ thông, nhìn qua đại khái chừng 35 tuổi. Mặc trường sam và quần dài, trên đầu còn đội thêm mũ lưỡi chai, hắn thuộc kiểu người lẫn vào giữa đám đông cũng không ai nhận ra được. Hạ Thiên khinh thường liếc người này một cái, uể oải nói, ngươi có phải họ Chu hay không, liên quan gì đến ta? Ngươi có bị bệnh không vậy, bây giờ đã là thời đại nào rồi, loại kịch bản cũ rích như này mà vẫn dùng. Thạch Thuần kịp phản ứng, kéo Hậu Ni Tử Di lại, trừng mắt nhìn người kia, biến đi nhanh lên, nếu không ta đánh ngươi. Nam nhân đội mũ lưỡi chai không có ý định dừng lại, ngược lại giống càng lớn tiếng, thế nào, các ngươi làm ra thì được, còn không cho ta nói. Phương Viên không biết tình huống như thế nào, co rúm lại, không dám nói gì. Vị đại thúc này, ánh mắt ngươi có vấn đề đi. Lúc này, Hầu Ni Tử Di cũng lấy lại tinh thần chạy đến, nhịn không được nói với người kia, chúng ta là ba người cùng đi vào, vị nam nhân này là anh rể của bạn ta. Cứ coi như là ngươi muốn ăn vạ thì tốt nhất cũng nên tìm hiểu rõ tình hình trước đã rồi nói tiếp. Đôi cẩu nam nữ các ngươi, thế mà còn có mặt mũi để nói. Nam nhân đội mũ lưỡi chai nghe nói như thế càng thêm tức giận, thế mà là ba người cùng một người nam nhân mướn phòng, quả thật thấp hèn. Nhanh cùng ta về nhà, nếu không sẽ đánh gãy chân của ngươi. Lúc này, không biết từ nơi nào xuất hiện 4-5 nam thanh niên có chút cường tráng, lập tức vây lại 4 người Hạ Thiên. Đúng đấy, câu dẫn nam nhân còn nói mình có lý. Hắn ta đối với các ngươi tốt như vậy,
các ngươi thế mà còn vượt quá giới hạn. Chạy tới nơi này mướn phòng, phi, thật đúng là không biết xấu hổ. Bắt tất cả về, chỉnh đốn lại bọn chúng. Không thể không nói nhóm người này diễn thực sự không đạt tiêu chuẩn, bọn hắn cũng không rõ nên nhắm vào nữ nhân nào, đành phải lập lờ. Chẳng qua đối với loại chuyện này, chỉ cần giống lớn tội danh ra là được, về phần là người nào liên quan đến chuyện này, quần chúng sẽ tự mình suy diễn. Phim trường này cũng khá lớn đấy, hẳn là tốn không ít tiền đi. Thạch Thuần chẳng những không có sợ hãi, ngược lại còn nở nụ cười, còn có thủ đoạn nào khác không, cùng ra một lượt hết đi. Nhân viên lễ tân khách sạn nhìn thấy tình huống này, không khỏi gọi điện thoại cho quản lý, bảo vệ ngoài cổng nghe được động tĩnh cũng đi vào đại sảnh. Làm gì, đây là việc nhà chúng ta, các ngươi tốt nhất đừng có mà nhúng tay vào. Nam nhân đội mũ lưỡi chai vừa nhìn thấy bảo vệ, lập tức giống lên với bọn họ, khách sạn của các ngươi cũng có trách nhiệm, ta sẽ đem chuyện này phát lên mạng, khiến cho khách sạn tiếng xấu lan xa. Mấy người bảo vệ không khỏi chần chờ. Nói thật thì trong khách sạn đã có xảy ra không ít sự việc bắt gian như này, bình thường khách sạn cũng sẽ khiêm nhường mà xử lý loại chuyện này, tốt nhất là chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không có, loại chuyện này căn bản nói không rõ ràng, một khi dính vào liền dễ dàng dẫn đến rất nhiều rắc rối. Lúc này, lại có thêm không ít người xem náo nhiệt vây tới, trong đại sảnh lập tức rất rối loạn. Nếu như có chuyện gì, các ngươi đi ra bên ngoài thương lượng được không? Một người bảo vệ khách sạn bảo an trong số đó nói, các ngươi ở đây cãi lộn sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của khách sạn. Nam nhân đội mũ lưỡi chai thái độ khá là phách lối, không ngừng kêu ầm lên, hôm nay cái sự việc này không giải quyết xong, mấy người đừng có nghĩ đi được, khách sạn các ngươi cũng đừng nghĩ có thể rũ bỏ sạch sẽ. Nếu như không có biện pháp tốt, ta tuyệt đối sẽ không cứ cho qua như vậy. Ta căn bản cũng không có quen biết ngươi, cũng không là gì của ngươi cả. Hầu Ni Tử Di cũng có chút hoảng, nhằm vào tên nam nhân đội mũ lưỡi chai kia mà nói, các ngươi còn không rời đi, ta liền báo cảnh sát. Báo cảnh sát, ngươi còn có mặt mũi báo cảnh sát. Nam nhân đội mũ lưỡi chai đưa tay liền đoạt lấy điện thoại của Hầu Ni Tử Di, chỉ về phía nàng giận dữ hét lên, ngươi cái đồ không biết xấu hổ, có lá gan lén lút với nam nhân, ta đánh chết ngươi. Anh rể, cái người này đến cùng là muốn làm gì? Thạch Thuần có chút phiền. Hỏi Hạ Thiên, người hỗ trợ giải quyết chuyện này đi, ta còn muốn tắm rửa đi ngủ đấy, không muốn lãng phí thêm thời gian ở nơi này. Hạ Thiên với dáng vẻ việc này không liên quan đến mình, uể oải nói, người tự mình giải quyết chẳng phải được rồi sao? Nhưng mà ta là nữ nhân, sao có thể bạo lực như vậy chứ? Thạch Thuần liền vội vàng lắc đầu, cố ý làm ra bộ dáng nhu nhược, ngươi là anh rể của ta, người này vừa rồi cũng nói xấu ngươi. Mắng ngươi cùng Nini là đôi cẩu nam nữ. Nam nhân đội mũ lưỡi chai chỉ tay vào Hạ Thiên mắng, tiểu tử nhà ngươi dám có gan câu dẫn vợ của ta, mọi người đánh chết tên này cho ta. Ách, lời còn chưa nói hết, miệng người này nháy mắt bị đá một cú tàn bạo, răng hòa với máu tươi rơi đầy đất, người cũng bay ra ngoài, rơi vào cái ao ở trước cửa khách sạn. Những người vốn dĩ còn đang cãi nhau nháy mắt lặng ngắt như tờ. Cả đám người mà nam nhân đội mũ lưỡi chai mang tới đều trừng to mắt, khắp khuôn mặt đều bộc lộ vẻ khó có thể tin được. Vừa rồi, ngươi nhìn thấy không? Hình như có người bay ra ngoài rồi. Tiểu tử này đã bay Chu Ca ra ngoài rồi. Làm sao có thể, hẳn là hoa mắt đi. Sau đó, những người này liên tiếp đều bị đạp bay ra ngoài, trong đại sảnh lập tức an tĩnh lại. Đã giải quyết xong, Hạ Thiên làm bộ như không có việc gì. Bây giờ không có chuyện gì rồi. Anh rể, người đây cũng quá nhanh gọn thô bạo đi. Thạch Thuần sững sờ một giây đồng hồ, rất nhanh cũng khôi phục bình thường, có điều, đây cũng là tác phong quen thuộc của ngươi, nhìn nhiều rồi thì cũng không thấy có gì lạ cả. Phương Viên cùng Hầu Ni Tử Di vẫn còn ở trong trạng thái khiếp sợ, một hồi lâu vẫn chậm chập chưa lấy lại được tinh thần. Bảo vệ khách sạn cùng nhân viên lễ tân cũng là hai mặt nhìn nhau, không biết nên bày vẻ mặt gì. Kệ đi, trở về phòng tắm rửa đi ngủ, Thạch Thuần đánh ngáp một cái, liền đi tới thang máy, hướng Phương Viên cùng Hầu Ni Tử Di nói, hai người các ngươi còn ngốc ra đấy làm gì, còn không mau đến đây. Thang máy dừng ở lầu 8, ba người nhóm Thạch Thuần cộng thêm cả Hạ Thiên, cùng đi ra khỏi thang máy, chẳng qua là đi hướng khác nhau. Không biết là vì nguyên nhân gì khác,
Thạch Thuần đặt cho ba người các nàng mỗi người một gian phòng, mà lại cách nhau có chút xa. Chương 2246, Thiên Cung. Anh rể, ngươi là dự định đêm nay ở chỗ ta, hay là trở về bồi Thanh Thanh tỷ ngủ? Thạch Thuần rút ra thẻ phòng, thời điểm vừa quét qua cửa, bỗng nhiên quay đầu nhìn Hạ Thiên một chút, cười hì hì mà hỏi. Hạ Thiên không có phản ứng gì đặc biệt, hơi có chút bất mãn nói, nếu ngươi chơi đủ rồi, ta hiện tại phải đánh ngươi. Nếu như ngươi còn chưa có chơi chán, chơi tiếp cũng được, dù sao hiện tại ta cũng rất nhàm chán. Anh rể, lời này của ngươi có ý nghĩa khác nha. Thạch Thuần làm ra dáng vẻ sợ hãi, trên khuôn mặt là bộ dáng vô cùng đáng thương, ngươi sẽ không thật sự làm cái gì đó với ta chứ ất sợ hãi đó. Hạ Thiên nhếch miệng, đừng giả bộ, ngươi căn bản hoàn toàn không sợ. Quả nhiên đều không thể gạt được anh rể cái gì. Thạch Thuần thè lưỡi, lập tức mở cửa phòng ra, một bước liền nhảy vào, xoay người hướng Hạ Thiên mở ra hai tay, hoan nghênh đi vào gian phòng của thiếu nữ xinh đẹp. Hạ Thiên vẫn đứng không nhúc nhích, hơi có chút khó chịu nói, nếu biết lừa ta không được, vì cái gì còn muốn làm loại chuyện nhàm chán này. Anh rể, ngươi đang nói cái gì vậy? Thạch Thuần trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu, quỷ nhập vào ngươi à, nói chuyện thật kỳ quái. Ta chính là Hạ Thiên, trên đời này không ai có thể lừa ta được. Hạ Thiên lười biếng đánh ngáp một cái, nếu như không phải ta bây giờ ta đang rất nhàm chán, ta đã sớm động thủ đánh ngươi rồi. Thạch Thuần giật mình mấy giây, bỗng nhiên thu lại nụ cười trên mặt, thay vào đó là biểu tình nghiền ngẫm suy tư, ngươi khi nào thì phát hiện ra. Đó căn bản không cần phát hiện, Hạ Thiên nghiêm túc nói, trên đời không ai có thể lừa gạt được đôi mắt của ta. Ta không tin. Thạch Thuần lùi lại hai, ba bước nhỏ. Rồi nhẹ nhàng ngồi xuống đầu giường, ta tự nhận là mình không có bất kỳ sơ hở nào, từ Vọng Cảng đến Giang Hải, lại từ Giang Hải đến Đế Kinh mặc kệ là người nhà của nàng ta, hay bản thân của nàng ta, đều không có phát hiện ra bất kỳ điểm khác thường gì, hoàn toàn coi ta như Thạch Thuần thật vậy. Bọn họ không phát hiện ra, đó là vì bọn họ là đồ ngốc. Hạ Thiên dùng giọng tùy ý nói, ta không phải là đồ ngốc, ta là Hạ Thiên, thật chính là thật, giả chính là giả. Không ai có thể lừa gạt ta. Ngươi thật sự lợi hại như vậy sao? Thạch Thuần cũng nghĩ không ra được mình lộ ra chân tướng ở chỗ nào, chỉ có thể cho rằng trực giác của Hạ Thiên thực sự kinh người, ta đã bị ngươi phát hiện, vậy ngươi dự định xử trí ta như thế nào? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, nhân lúc ta còn chưa có tức giận thì ngươi nên lộ ra nguyên hình đi, ta rất không thích người khác giả mạo nữ nhân của ta, cho dù là nữ nhân tương lai. Việc này không dễ đâu. Thạch Thuần lắc đầu, hơi có chút khổ não nói ra, thuật dịch dung mà ta cũng không phải loại bình thường, ta đã bôi lên đó một loại bí dược, sau khi biến thành bộ dáng người khác, trong vòng 3 ngày sẽ không có cách nào khôi phục hình dáng của mình. Ai nói không có cách nào? Hạ Thiên trực tiếp đâm một châm. Thạch Thuần còn muốn tránh, kết quả phát hiện thân thể của mình vậy mà không động đậy được, chỉ có thể mặc cho Hạ Thiên kim đâm vào đầu nàng. Chỉ một giây đồng hồ, Hạ Thiên liền thu hồi ngân châm. A, à, Thạch Thuần lập tức cảm giác được giống như có đồ vật gì đó từ trên mặt của mình bong ra từng mảng, thân thể lập tức trở nên phình ra, rất nhanh liền khôi phục hình dạng lúc đầu là một nữ lang trẻ tuổi có dáng vóc nóng bỏng. Quả nhiên rất có bản lĩnh. Nữ lang trẻ tuổi môi đỏ hé mở, cười tán dương, châm pháp này quả nhiên thần kỳ, so với Y Tiêu Âm mà nói còn lợi hại hơn. Hạ Thiên liếc mắt một chút, nhìn xem nữ nhân này, người biết vợ Y. Đương nhiên biết, hơn nữa còn quen biết từ nhỏ nữa. Nữ lang trẻ tuổi cười ha ha, bắt chéo hai chân đầy đặn thẳng tắp, ta tự giới thiệu một chút, ta tên Ứng Hiểu Nguyệt, trước kia cũng là đệ tử Âm Y Môn, hiện tại thuộc về một tổ chức gọi là Thiên Cung, là phó môn chủ của phân nhánh Nam Thiên Môn. Thiên Cung, Hạ Thiên ngược lại nhớ tới trước đó cái tên Tiêu Lăng Phong tự nổ mình đã từng tự xưng là đến từ nhà họ Tiêu ở Thiên Cung. Có điều hắn không có nửa điểm hứng thú với tổ chức Thiên Cung hay Địa Cung gì đó, nói thẳng ra tìm ta có việc gì, không có lý do thích hợp, ta sẽ đánh ngươi. Ngươi rất thích đánh nhau sao? Ứng Hiểu Nguyệt nheo nheo lông mày mảnh, nghiền ngẫm mà nhìn Hạ Thiên, nói, ngươi luôn hơi một tí là muốn đánh người, ngoại cách này ra, ngươi không thể dùng cách khác để giao lưu với người khác sao? Ta không cần giao lưu với những người ngu ngốc như các ngươi. Hạ Thiên bĩu môi. Hững hờ nói, hoặc là các ngươi nói thật với ta, hoặc là ta đánh cho đến khi ngươi nói ra sự thật.
Ứng Hiểu Nguyệt nghe vậy, nhẹ gật đầu, người đúng là có thực lực này, chỉ ít ta hoàn toàn không phải là đối thủ của ngươi. Chẳng qua là, trên thế giới này còn có mấy người, thực lực vượt qua tưởng tượng của ngươi, ngươi tuyệt đối đánh không lại. Trên thế giới không tồn tại người có thể đánh bại ta. Hạ Thiên một mặt tự tin, ta là Hạ Thiên thiên hạ đệ nhất, cũng là Hạ Thiên vô địch thiên hạ. Nếu đúng thật là như thế, vậy ta tìm đối thủ cho ngươi. Ứng Hiểu Nguyệt hài lòng nở nụ cười, ta đang muốn nhờ ngươi đi giết một người. Hạ Thiên từ chối thẳng thừng, không giúp, không hứng thú. Nếu như đây cũng là thỉnh cầu của Y Tiêu Âm thì sao? Mày Ứng Hiểu Nguyệt khẽ cong lên, nếu như không giết người kia, vợ y của ngươi rất nhanh sẽ chết, ngươi vẫn không muốn giúp sao? Chương 2247, Âm Y Môn. Có ta ở đây thì vợ y sẽ không chết, càng sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì. Hạ Thiên nghiêm túc nói, còn nữa, nếu như vợ y muốn giết ai thì nàng ấy sẽ chính miệng nói với ta, không cần nhờ ngươi nhắn gửi gì. Ứng Hiểu Nguyệt lắc đầu, thành khẩn nói, Hạ Thiên, hẳn là ngươi cũng biết tính cách của Y Tiểu Âm rồi, lòng tự tôn của nàng ấy rất lớn, sẽ rất ít khi chủ động mở miệng nhờ vả ngươi. Huống chi người nàng ấy muốn giết lần này có quan hệ mật thiết với Âm Y Môn, nàng ấy càng không thể nhờ ngươi. Điều này cũng đúng, Hạ Thiên nghe vậy không khỏi gật đầu, lòng tự tôn của Y Tiểu Âm rất lớn, có thể thấy được qua việc mấy năm nay nàng vẫn luôn từ chối vào ở đảo Thần Tiên. Đương nhiên nếu như hắn sử dụng biện pháp cưỡng chế thì cũng có thể làm Y Tiểu Âm khuất phục, nhưng mà hắn không muốn làm vậy, cũng không cần thiết phải làm vậy. Ứng Hiểu Nguyệt âm thầm quan sát biểu lộ của Hạ Thiên, đúng lúc nói, chắc là ngươi cũng biết Y Tiểu Âm rời khỏi Giang Hải, vậy ngươi biết nàng ấy đi đâu không? Đừng nói chuyện vòng vèo với ta, coi chừng ta đánh ngươi. Hạ Thiên ghét nhất mấy tên ngốc nói chuyện quanh co lòng vòng, quá lãng phí thời gian. Được rồi, vậy thì ta nói thẳng, Ứng Hiểu Nguyệt cũng sợ chọc giận Hạ Thiên, nàng ấy đi tổng bộ của Âm Y Môn, hơn nữa còn có suy nghĩ một lòng phải chết. Ta hy vọng ngươi có thể đi cứu nàng ấy. Hạ Thiên hỏi, tổng bộ của Âm Y Môn ở đâu, bây giờ ta đi phá hủy nó. Chuyện này e rằng ta không giúp được. Ứng Hiểu Nguyệt lắc đầu, thở dài nói, tổng bộ của Âm Y Môn không cố định mà thường xuyên thay đổi, chỉ có môn chủ và đệ tử hạch tâm mới có thể biết, còn ta đã rời đi Âm Y Môn rất lâu rồi. Vốn dĩ lần này ta đi tìm Y Tiểu Âm để hợp tác, nàng ấy cũng đã đồng ý, nhưng đến cuối cùng nàng ấy lại đổi ý. Tự đi một thân một mình. Vậy ngươi còn có ích lợi gì nữa? Hạ Thiên hung tợn chừng Ứng Hiểu Nguyệt, chỉ bằng xử lý ngươi trước rồi lại đi tìm vợ y. Ứng Hiểu Nguyệt không khỏi hoảng sợ, nàng không ngờ Hạ Thiên chỉ tùy tiện chừng mắt một cái cũng đã làm nàng cảm nhận được một uy áp to lớn, người này thật kinh khủng. Hạ Thiên, ngươi đừng kích động. Ứng Hiểu Nguyệt vội vàng trấn an Hạ Thiên, mặc dù ta không biết vị trí hiện giờ của tổng bộ Âm Y Môn, nhưng chúng ta có một biện pháp đặc biệt. Đảm bảo có thể tìm thấy vị trí của nó trong vòng 3 ngày, nhưng ta có một điều kiện nho nhỏ. Hạ Thiên suy nghĩ một lát rồi nói, ngươi có thể nói, ta sẽ suy xét có đồng ý hay không. Điều kiện của ta rất đơn giản, ta sẽ để lại tất cả Âm Y Môn cho Y Tiểu Âm, nhưng nhất định phải đưa cho ta bí pháp, phản lão hoàn đồng, các ngươi không thể cướp nó. Ứng Hiểu Nguyệt trịnh trọng nói, đây là bí mật tối cao của Âm Y Môn, chỉ có tối đa 5 người biết đến. Ngay cả Y Tiểu Âm cũng là do ta nói cho nàng ấy biết. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, hắn chính là tu tiên giả, đã sớm trường sinh bất tử, còn muốn bí pháp phản lão hoàn đồng làm gì, vợ y cũng sẽ không có hứng thú gì với cái này, ngươi muốn thì cho ngươi. Vậy thì tốt rồi, đến lúc đó hy vọng ngươi sẽ không nuốt lời. Viên đá trong lòng Ứng Hiểu Nguyệt khẽ buông lỏng, nhưng mà vẫn nhắc nhở Hạ Thiên, nếu như ngươi muốn đổi ý. Vậy thì ngươi chính là kẻ địch của thiên cung chúng ta. Hạ Thiên có chút khó chịu nói, ta ghét nhất là người khác uy hiếp ta, nếu các ngươi muốn chết, vậy ta không ngại thành toàn cho các ngươi. Đây không phải là uy hiếp, chỉ là ta muốn nhắc nhở thôi. Bây giờ Ứng Hiểu Nguyệt không muốn trở mặt, cứ quyết định như vậy đi. Này, ngươi còn chưa nói ta nên đi giết ai đâu. Hạ Thiên bĩu môi nói. Ứng Hiểu Nguyệt hít sâu một hơi. Sắc mặt nghiêm túc nói, chúng ta muốn ngươi giết tổ sư sáng lập ra môn phái Âm Y Môn, cũng chính là lão yêu bà âm hậu kia, rất có thể Y Tiểu Âm đã bị nàng ta theo dõi. Lão yêu bà này đã sống ít nhất hơn 100 năm, thực lực rất là khủng bố. Đến lúc đó chúng ta sẽ phái vài cao thủ cùng đi với ngươi,
nhất định phải đánh chết nàng ngay tại chỗ, nếu không hậu quả. Được rồi, ta đã biết. Hạ Thiên gật đầu, chẳng thèm để ý nói, bây giờ ta đánh ngươi một trận, sau đó ngươi biến đi. Hả, đây là lần đầu Ứng Hiểu Nguyệt tiếp xúc với loại người như Hạ Thiên, nói chuyện và hành động hoàn toàn không tuân theo một quy tắc nào, thực sự không thể nắm bắt được suy nghĩ. Hạ Thiên lắc đầu, rõ ràng thất vọng về năng lực phân tích của Ứng Hiểu Nguyệt, ngươi nghe không hiểu sao. Ta nhớ là vừa rồi ngươi nói không đánh ta, Ứng Hiểu Nguyệt thử thăm dò. Ta có nói như vậy sao? Hạ Thiên bày ra vẻ mặt nghi ngờ. Ứng Hiểu Nguyệt gật đầu nói, đúng là ngươi đã nói như vậy, ngươi nói là nếu như không phải bởi vì nhàm chán thì đã sớm đánh ta rồi. Phanh! Ứng Hiểu Nguyệt còn chưa dứt lời thì cả người đã bay lên cao, đập trúng trần nhà, sau đó nặng nề rơi xuống đất. Bây giờ ta không nhàm chán, cho nên quyết định đánh ngươi. Hạ Thiên vẫn lưu lại ít sức lực, lười biếng nói, đây là ta thay nha đầu Thạch Thuần đánh ngươi, ai bảo ngươi dám giả mạo nàng. Ứng Hiểu Nguyệt bị đánh rất đau, nhưng không phát ra được bất cứ âm thanh nào, ngay cả thở dốc cũng đau đớn muốn chết. Hạ Thiên không tiếp tục để ý Ứng Hiểu Nguyệt nữa, bóng người lóe lên, nháy mắt đã rời khỏi khách sạn, một bên rút điện thoại gọi cho Y Tiểu Âm. Quả nhiên, hắn đợi nửa ngày vẫn không có ai bắt máy. Sau đó hắn lại gọi điện cho Ninh Nhụy Nhụy. Chương 2248. Ngươi đừng đến, ngươi mà đến thì mọi chuyện sẽ rối tung hết lên. Tìm ta có chuyện gì? Ninh Nhụy Nhụy lại nghe máy rất nhanh. Hạ Thiên lập tức nói, tiểu muội chân dài, cô biết vợ Y Y đi đâu không? Không biết, Y Y tỷ không có nói với ta. Ninh Nhụy Nhụy trả lời rất đương nhiên, sau đó cảm thấy không đúng, vô thức hỏi, làm sao vậy? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Ta nhớ vợ Y Y, muốn đi tìm nàng ấy chơi đùa. Hạ Thiên lười biếng nói, cô không biết nàng ấy đi đâu thì thôi vậy. Ninh Nhụy Nhụy hừ một tiếng, bất mãn nói, bình thường Y Y tỷ không bước ra khỏi cửa, một khi đi ra ngoài chắc chắn là có việc gấp. Thông thường đi chữa bệnh cho người khác hoặc là đi tìm thảo dược quý hiếm gì đó. Tên lưu manh chuyên chơi bời lêu lổng như ngươi nếu không có việc gì thì đừng đi làm phiền nàng ấy. Không làm phiền nàng ấy, vậy ta đi làm phiền cô được không? Hạ Thiên cười hì hì nói, cô còn chưa nói cô và vợ Y Y đến thành phố Quế làm gì. Ninh Nhụy Nhụy tức giận nói, năn nỉ ngươi đừng tới, chúng ta còn phải làm chuyện chính sự. Được rồi, chủ yếu là tìm ông nội ta, còn có trưởng bối của Lam Y Nhân, muốn biết rõ những việc liên quan tới nhà họ Viên ở thành phố Quế. Không phải gia tộc kia đã bị phá hủy rồi sao, còn cần tìm hiểu làm gì? Hạ Thiên không cho việc này là quan trọng. Cho nên ta nói ngươi đừng đến đó. Ninh Nhụy Nhụy nói với giọng điệu không tốt, việc này để chúng ta giải quyết là được rồi, ngươi đến sẽ khiến mọi việc rối tung lên. Hạ Thiên không vui nói, tiểu muội chân dài, cô nói vậy làm ta quá tổn thương. Có ta ở đây rõ ràng là làm được rất nhiều việc lớn, lại còn có thể kết hợp giữa làm việc với nghỉ ngơi. Kết hợp cái đầu ngươi, không thèm nói chuyện với ngươi nữa. Ninh Nhụy Nhụy tức giận cúp máy, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến chuyện kia, một mình ngươi cứ từ từ kết hợp làm việc với nghỉ ngơi đi. Hạ Thiên cất điện thoại, phỏng chừng Y Tiểu Âm đã đi tìm Âm Y Môn gì đó thật rồi. Trước kia hắn có nói với Y Tiểu Âm là nên dọn sạch môn phái rác rưởi này, đáng tiếc nàng còn nhớ tới tình xưa nghĩa cũ cho nên luyến tiếc ra tay. Cuối cùng dưới sự trợ giúp của Hạ Thiên, Y Tiểu Âm đã xóa sạch tất cả thế lực bên ngoài, sau đó lên làm môn chủ. Thật ra lúc đó Hạ Thiên đã cảm giác Âm Y Môn vẫn còn sót lại một chút thế lực, có điều hắn không thèm để tâm, trong mắt hắn thì đó chỉ là một đám ngu ngốc mà thôi, không cần phải lo lắng. Không ngờ mười mấy năm trôi qua, tàn dư của Âm Y Môn lại trồi lên mặt nước, còn đánh chủ ý lên người vợ Y Y của hắn. Điều này khiến Hạ Thiên cảm thấy rất khó chịu, lần này cho dù chọc vợ Y Y không vui thì hắn nhất định phải giải quyết triệt để đám tàn dư kia. Bé ngoan! Ngươi tìm vị trí của vợ Y Y rồi lập tức gửi cho ta. Hạ Thiên nhẹ giọng nói với chiếc điện thoại trên tay. Trên màn hình lập tức xuất hiện một dòng chữ nhỏ, đã mất vị trí của Y Tiểu Âm, địa điểm cuối cùng nàng xuất hiện là ở thành phố Vọng Cảng. Vậy ngươi có thể tìm được vị trí tổng bộ của Âm Y Môn không? Hạ Thiên lại hỏi. Bé ngoan lập tức trả lời, tìm không thấy. Kỹ năng hacker của ngươi quá cùi bắp rồi. Hạ Thiên có chút bất mãn nói, còn không bằng một phần 10 công lực của vợ tiểu yêu tinh nữa.
Bé ngoan trả lời, ta là hacker, không phải là thần tiên. Vậy ngươi ra đây, ta ghim cho ngươi mấy châm, biến ngươi thành tu tiên giả, chắc chắn ngươi sẽ lợi hại hơn bây giờ rất nhiều. Hạ Thiên nghiêm trang đề nghị, đến lúc đó, trên đời này sẽ không có địa phương nào mà ngươi tìm không thấy. Bé ngoan rất nhanh trả lời, không cần. Thực sự không có chí cầu tiến gì cả, thật là làm mất mặt vợ tiểu yêu tinh. Hạ Thiên bĩu môi, nếu như để cho ta tìm thấy ngươi, ta chắc chắn sẽ đánh mông ngươi. Chờ cả buổi bé ngoan vẫn không có trả lời lại. Hạ Thiên suy nghĩ, có thể là cảm thấy năng lực của bản thân không đủ nên thấy xấu hổ. Qua 10 giây, bé ngoan lại gửi đến một tin nhắn, đập vào mắt là một bản báo cáo rậm rạp chằng chịt chữ. Đây là, Hạ Thiên nhìn hai lần, phát hiện đây là ghi chép về các chuyến bay và đường sắt của Y Tiểu Âm trong suốt 20 năm qua. Bé ngoan, ngươi muốn nói điều gì? Từ trong bản báo cáo này có thể suy đoán đại khái vị trí biến hóa trong vòng 20 năm của tổng bộ âm Y Môn. Phần tên người gửi là bé ngoan. Ngươi nói thẳng bây giờ cần đi chỗ nào là được. Hạ Thiên lười phí công đi tìm. Bé ngoan đáp lại, lần này rất có thể là trên một đảo nhỏ nào đó ở Đông Nam Á. Hạ Thiên bĩu môi, phạm vi này có khác gì chưa nói chứ, ta muốn vị trí cụ thể. Bé ngoan gửi lại một câu không biết cộng với một cái icon tức giận bốc lửa. Sau đó màn hình di động của Hạ Thiên biến thành màu đen, trở thành một khối gạch. Đừng để ta tìm được ngươi, ta mà tóm được tuyệt đối sẽ đánh một trận nhớ đời. Hạ Thiên giận sôi máu, có điều cũng không thể làm gì, chỉ có thể cất điện thoại về chỗ cũ, sau đó trở về đại trạch nhà họ Triệu. Tử Nhi thì đang trốn ở trong phòng, không biết đang làm gì. Triệu Thanh Thanh thì đang tiếp đón một vị khách có chút quen thuộc. Mà vị khách này cũng là đến đây vì hắn. Chương 2249. Chữa bệnh cần phải chuẩn bị gì sao? Nhìn thấy Hạ Thiên trở về, Triệu Thanh Thanh cười bước tới nghênh đón, sư phụ, ngươi vừa đi đâu vậy? Ta thẩm vấn xong mới phát hiện không thấy ngươi. Đi đánh một kẻ ngu ngốc, Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, thuận miệng trả lời. Triệu Thanh Thanh không có truy hỏi Hạ Thiên đi đánh ai, mà là lôi kéo hắn đi vào phòng khách, vừa cười vừa nói, Kiều Kiều tới tìm chúng ta, nàng đã ở phòng khách chờ được một lúc rồi đấy. Trong phòng khách, Hứa Kiều Na mặc một bộ trang phục diễm lệ lại không thiếu phần mát mẻ, phần trên là áo trễ vai màu vàng nhạt, phần dưới là quần sót cạp cao, khi vừa nhìn thấy Triệu Thanh Thanh và Hạ Thiên đi tới thì nàng lập tức đứng lên, vô cùng khách khí cúi chào Hạ Thiên. Xin chào Hạ Thiên. Hai ta lại gặp nhau nữa rồi. Hứa Kiều Na cười nói, giọng điệu mang theo một tia lấy lòng, nhưng cử chỉ và lời nói của nàng lại rất đúng mực, không có làm cho người ta chán ghét. Hạ Thiên nhìn thấy nữ nhân này cũng không phản ứng đặc biệt gì, chỉ là gật đầu một cái. Kiều Kiều, ngươi không cần câu nệ như vậy, ngươi và sư phụ ta không phải mới gặp nhau lần đầu. Triệu Thanh Thanh phát hiện mấy ngày không thấy, Hứa Kiều Na trở nên có chút quá khách khí. Hoàn toàn không thấy khí thế hiên ngang như trước đó. Hứa Kiều Na khẽ cười một tiếng, hơi chút nghiêm túc nói, có việc cầu người, khách khí một chút là lẽ đương nhiên. Nói cứ như là thật vậy, không phải lần trước ngươi tới đây cũng không có khách khí gì sao? Triệu Thanh Thanh liếc nàng một cái, vừa tức giận vừa buồn cười nói, lại nói, ngươi căn bản không phải loại người sẽ nói chuyện khách khí với người khác như vậy. Lần trước là lần trước, lần này là lần này. Hứa Kiều Na giơ tay nhẹ nhàng đánh Triệu Thanh Thanh một chút, đừng bới móc ta nữa, hôm nay ta thực sự có việc tới đây cần Hạ Thiên trợ giúp. Triệu Thanh Thanh nhớ tới sự tình lần trước, nhỏ giọng hỏi, chữa bệnh cho mẹ ngươi đúng không? Đúng vậy, Hứa Kiều Na gật đầu một cái, đôi tay lại nắm lấy nhau có chút mất tự nhiên, hôm qua ta vừa dỗ vừa lừa mẹ ta đến một bệnh viện khác, nhưng mà tình trạng của bà ấy không tốt lắm, cho nên ta không thể dẫn bà ấy đến đây. Hy vọng Hạ Thiên có thể đi với ta đến bệnh viện một chuyến, không biết có được hay không. Triệu Thanh Thanh rời mắt nhìn về phía Hạ Thiên, sư phụ, ngươi cảm thấy thế nào? Chuyện này được thôi, Hạ Thiên nói với vẻ mặt không chút để ý, lúc nào? Không biết hai ngày tới ngươi có thời gian rảnh không? Hứa Kiều Na hơi có chút lo lắng nói, bởi vì ta sợ Hứa Minh Huy phát giác, cho nên càng nhanh càng tốt. Hạ Thiên có chút khó hiểu hỏi, ngươi còn chưa có giải quyết tên ngu ngốc kia à? Hạ Thiên ngươi nói đùa, Hứa Kiều Na xấu hổ khẽ cười một tiếng, dù gì đi nữa thì Hứa Minh Huy cũng là anh trai của ta, hơn nữa ta chỉ là một người bình thường,
mà hắn thì có cả một đội. Triệu Thanh Thanh giải thích cho Hạ Thiên, hai ngày trước ta giúp Kiều Kiều chuyển giao những tài liệu mà nàng thu thập được cho cảnh sát Đế Kinh, nghe nói bọn hắn đã có lệnh, chỉ cần Hứa Minh Huy vừa hiện thân thì sẽ lập tức xông đến bắt giữ. Cho nên trước đó, ta muốn trị hết bệnh của mẹ ta, đến lúc đó dù bà ấy có bị đả kích thì cũng không đến nỗi có nguy hiểm đến mạng sống. Hứa Kiều Na chờ Triệu Thanh Thanh giải thích tình huống xong rồi thì nhanh chóng bổ sung thêm một câu. Vậy thì bây giờ đi thôi, Hạ Thiên thuận miệng nói. Hứa Kiều Na có chút bất ngờ, bây giờ. Không phải ngươi nói càng nhanh càng tốt à? Hạ Thiên có chút bất mãn chừng nữ nhân này một cái, bây giờ ta đang rảnh. Bây giờ đi được rồi. Hứa Kiều Na sửng sốt vài giây, hơi ngập ngừng hỏi, người chữa bệnh không cần phải chuẩn bị chút gì sao? Hạ Thiên nghi ngờ hỏi lại, chữa bệnh còn cần phải chuẩn bị cái gì nữa à? À, mặc dù Hứa Kiều Na tra được y thuật của Hạ Thiên rất cao siêu, nhưng mà đến tột cùng hắn chữa bệnh như thế nào thì nàng lại là cái biết cái không, lúc này nghe Hạ Thiên nói như thế quả thật có chút bất ngờ. Mấy năm nay căn bệnh quái lạ của mẹ nàng vẫn luôn được trị liệu liên tục, đã chằn chọc qua đủ loại bệnh viện lớn ở Đế Kinh, mỗi lần trị liệu gần như đều là đại động can qua, nhưng mà chưa từng có người nào tùy ý giống như Hạ Thiên. Kiều Kiều, xem ra ngươi vẫn hiểu biết quá ít về sư phụ ta rồi. Lúc này Triệu Thanh Thanh nở nụ cười, không khỏi đắc ý nói, sư phụ ta chính là thần y, những bác sĩ bình thường kia còn lâu mới sánh được với hắn. Hắn chữa bệnh không có rườm rà như vậy, một cây ngân châm là đủ rồi. Thì ra là vậy, Hứa Kiều Na vẫn còn có chút do dự, nhưng bệnh của mẹ ta là bệnh giữ nhiều năm rồi, hơn nữa khi không phát tác thì cũng chẳng khác gì người bình thường. Ta sợ bây giờ đi qua sẽ không thể tra ra bệnh tình của bà ấy. Hạ Thiên lười biếng nói, cái này không cần ngươi quan tâm, ta chính là thiên hạ đệ nhất thần y, mặc kệ là bệnh gì thì ta đều có thể nhìn ra được, cũng có thể trị khỏi. Nếu đã như thế, vậy chúng ta lập tức đi đến bệnh viện thôi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Hứa Kiều Na suy tính một hồi, gật đầu nói, Hạ Thiên, xin làm phiền ngươi. Triệu Thanh Thanh cũng gật đầu rồi đứng lên, bây giờ ta cũng nhàn rỗi không có chuyện gì, đi theo xem một chút vậy. Quá tốt rồi, nếu ngươi không chịu đi thì ta còn phải nghĩ biện pháp mang ngươi đi theo đấy. Hứa Kiều Na đương nhiên không có ý kiến gì, dù sao nàng và Hạ Thiên thật sự không quen biết, nếu Triệu Thanh Thanh không đi theo thì nàng đã có thể dự đoán bầu không khí dọc đường sẽ lúng túng và xấu hổ như thế nào. Ngươi đang nói cái gì vậy? Triệu Thanh Thanh bất mãn liếc bản thân một cái, bây giờ là đi chữa bệnh cho mẹ ngươi, lại không phải đến nhà ngươi chơi. Mẹ ta vẫn luôn rất thích ngươi. Hứa Kiều Na giơ tay ôm Triệu Thanh Thanh một chút, nếu ngươi đi qua, bà ta chắc chắn sẽ vui vẻ, đến lúc đó cũng sẽ không quá do dự việc chữa bệnh này. Ba người cùng nhau rời khỏi nhà họ Triệu, Hứa Kiều Na mở cửa xe, là chiếc Hummer màu đen. Chương 2250, Lạc Ngọc Minh. À, ngươi đổi xe à? Triệu Thanh Thanh ngồi vào ghế lái phụ, thuận miệng hỏi một câu. Hứa Kiều Na thắt chặt dây an toàn, nổ máy xe. Cười hồi đáp, mấy chiếc xe trước nhìn không có tinh thần, đều ném vào nhà để xe hết rồi. Vậy tài xế nhà ngươi chẳng phải là thất nghiệp rồi sao? Triệu Thanh Thanh cười trêu chọc nói. Lúc này Hạ Thiên ngồi ở đằng sau bỗng nhiên chen vào một câu, tài xế nhà nàng không phải thất nghiệp, mà là đã chết. Sao ngươi biết chuyện này? Hứa Kiều Na hết sức kinh ngạc liếc nhìn phía sau, có chút bất ngờ và hoảng sợ hỏi. Triệu Thanh Thanh cũng có chút ngạc nhiên. Hỏi Hứa Kiều Na nói, Kiều Kiều, chuyện gì đã xảy ra? Người tài xế kia bị anh trai ta thu mua, định chế tạo tai nạn xe cộ để giết chết ta. Trong giọng nói của Hứa Kiều Na cũng không có nhiều sự oán hận, giống như là đang nói một việc nhỏ nhoi vô cùng bình thường, chỉ là ta đã sớm có phòng bị, cuối cùng hắn lại hại chết chính mình. Tại sao ngươi lại không nói việc này với ta chứ? Triệu Thanh Thanh bất mãn nhìn Hứa Kiều Na. Hứa Kiều Na nhún vai. Ra vẻ bình tĩnh nói, cũng không phải là chuyện vui vẻ gì, có cái gì đáng để nói. Xem ra cần phải nhanh chóng bắt được Hứa Minh Huy. Triệu Thanh Thanh không khỏi có chút bận tâm, nếu không thì còn không biết có bao nhiêu người sẽ phải chết nữa. Ta đoán chuyện này sẽ không dễ dàng. Hứa Kiều Na cau mày, thần sắc sầu lo, có khả năng hắn đã nghe phong phanh được cái gì rồi, mấy ngày nay không hề thấy bóng dáng. Hơn nữa trên tay hắn còn có con tin. Cảnh sát có chút sợ ném chuột vỡ bình.
Sau đó Hứa Kiều Na cười ngắt lời, đừng đề cập tới hắn nữa, nói tiếp chỉ toàn suối quẩy. Nửa giờ sau, xe chạy đến trước cửa một bệnh viện tư nhân. Ba người cùng xuống xe, Hứa Kiều Na tiện tay ném chìa khóa cho người gác cổng. Hứa tiểu thư, người đã đến rồi. Khi đi đến phòng bệnh săn sóc đặc biệt, một nữ y tá trung niên vừa vặn đẩy cửa đi ra, nàng ta vừa nhìn thấy Hứa Kiều Na thì gật đầu lên tiếng chào hỏi. Di Trần, tình huống của mẹ ta vẫn tốt chứ? Hiển nhiên là Hứa Kiều Na quen vị y tá này, thuận miệng hỏi một câu. Y tá Trần nhìn thoáng qua Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh, sau đó mới trả lời, trạng thái tinh thần coi như ổn định, nhưng mà Triệu viện trưởng nói phu nhân cần phải nhanh chóng được phẫu thuật, hơn nữa thời gian của hắn có hạn, tháng sau còn phải đi nước ngoài làm giao lưu học thuật, nếu như không nhanh ra quyết định thì chỉ sợ phu nhân sẽ không thể chịu đựng nổi nữa. Triệu viện trưởng, Hứa Kiều Na sửng sốt một chút, tiếp đó nhớ tới cái gì, thuận miệng nói, người đi nói cho hắn. Ta đã tìm được người có thể trị khỏi bệnh của mẹ ta rồi, không cần hắn chuẩn bị phẫu thuật. Tốt, vậy ta đi trước. Y tá Trần gật đầu, quay người rời đi. Hứa Kiều Na kỳ quái liếc nhìn bóng lưng y tá Trần, nhưng mà nàng cũng không nghĩ nhiều, quay người mời Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh tiến vào phòng bệnh. Trong phòng bệnh, ngoại trừ bà Hứa trạng thái tinh thần coi như không tệ đang nằm trên giường, còn có một thanh niên tóc dài đang ngồi ở đầu giường trò chuyện với nàng. Tại sao ngươi lại ở đây? Hứa Kiều Na vừa nhìn thấy khuôn mặt của thanh niên kia thì không khỏi cả kinh, nhẹ giọng quát một tiếng. À, Nana, ngươi trở về rồi. Người thanh niên tóc dài tươi cười sán lạn, giọng điệu có hơi oán trách, tại sao ngươi lại không nói cho ta biết gì ngã bệnh? Hoàn toàn không đặt bạn trai mình ở trong lòng nha. Bạn trai gì, ta không biết ngươi đang nói cái gì cả. Trên mặt Hứa Kiều Na lộ ra sự nghi ngờ. Khẽ quát thanh niên tóc dài kia, Lạc Ngọc Minh, người mau cút ra ngoài, đừng có quấy rối mẹ ta. Lúc này, bà Hứa nhíu mày, của trách Hứa Kiều Na, Kiều Kiều, thái độ gì vậy hả? Mẹ đã nói từ lâu rồi, khi nào ngươi có bạn trai thì phải nói một tiếng cho ta biết. Nếu không phải là Ngọc Minh chạy tới thăm ta, ta còn chẳng biết gì. Mẹ, hắn không phải là bạn trai của ta. Hứa Kiều Na không biết giải thích cho mẹ của mình như thế nào. Đành phải quay sang mắng thanh niên tóc dài, Lạc Ngọc Minh, rốt cuộc ngươi muốn thế nào hả? Tên thanh niên tóc dài này tên là Lạc Ngọc Minh, hắn là anh em của tên Lạc Thiên Minh dây dưa Hứa Kiều Na trước đó, hơn nữa vài ngày trước còn có duyên gặp Hạ Thiên một lần ở trên biển. Nhưng mà Hạ Thiên từ trước đến nay sẽ không nhớ rõ những thứ dâu ria, mà Lạc Ngọc Minh cũng chỉ cảm thấy Hạ Thiên có chút quen mắt, không quá để ý. Lạc Ngọc Minh cười khẽ hai tiếng, vỗ vỗ tay bà Hứa. Dịu dàng nói, dì à, có lẽ là Nana trách ta tự chủ trương chạy tới thăm ngươi. Ta và nàng ra ngoài thương lượng một chút, ngươi chớ mắng nàng. Ngươi nhìn xem, Ngọc Minh người ta thật là tốt bụng. Bà Hứa cười như nở hoa, cuối cùng thì lão khuê nữ trong nhà cũng đã thông suốt, bà Hứa xác thực rất vui vẻ, cả hai cứ trò chuyện từ từ, ngươi đừng lại phát tính tình đại tiểu thư nữa, Ngọc Minh người ta chưa chắc chiều lòng ngươi đâu. Lạc Ngọc Minh cười đi ra phòng bệnh. Nói với Hứa Kiều Na, chúng ta tới phòng làm việc của viện trưởng tâm sự đi. Tiếp đó lại nhìn về phía Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh, hai người các ngươi cũng đi theo đi, đừng nghĩ tới việc chạy trốn, tòa bệnh viện này đang nằm trong sự khống chế của ta, ai chạy thì kẻ đó mất mạng. Sư phụ, đầu óc tên này có bệnh phải không? Triệu Thanh Thanh chỉ Lạc Ngọc Minh, nhẹ giọng hỏi Hạ Thiên. Thanh Thanh nha đầu, câu nói này của ngươi có vấn đề rồi. Hạ Thiên cười hì hì nói, tên ngu si này căn bản không có đầu óc, làm sao mà bệnh được chứ? Ngươi nói cái gì hả? Lạc Ngọc Minh lạnh lùng trừng mắt nhìn Hạ Thiên, tâm trạng hiện tại của ta cũng không tệ lắm, các ngươi tốt nhất đừng tìm chết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 120.